chi mới đó. Được rất là chuẩn. Bộ đồ này đúng như nó bảo hộp ghê luôn á. Chia sẻ cho mấy em ơi. Cả nhà ơi, chưa nay lên hàng gặp cổng nha. Chưa nắng mà gặp em mà ngon lành luôn rồi, để em xé bao cho chị. Em xé đây. Em xé xé đây. Rồi đi ra ngoài nhổ mớ cải về cho mè. Có cái cục đậu hôm qua thằng con bây giờ không mẹ. Chị cỡ cái cục đậu chị thúi ra ngoài thôi, để chị vô con cao cái đó đi. Hello hello các chị yêu, trưa nay là em bán đồ gia dụng các chị nha. Nói chung là cái hàng này nó rẻ lắm, rẻ như như chưa từng có luôn. Và bảo đến cái ghế bạn ngồi, bạn ngồi bạn like luôn bạn. Đời này mà gặp em là mau lắm. Oh no. Oh no, no, no. Giờ bán cho mau đi. Chốt cho Út ngon, chốt cho Thí Diệu. Ai? Vinh Thu. Ellen Quỳnh. Ngọc Thí. Thanh Thủy. Thí Nguyễn. Tùng Nguyễn. Lương Sâm. Lương Đào. Lương Minh Thiên. Ghê, ghê, ghê. Nguyễn Văn Hưng. Ông chủ Nguyễn Văn Hưng. À, Ngọc Phú. Hưng Phú á. Quốc Bảo. Má là tên gì? Hai đàn. Thu Hồng. Thu Hồng. Quốc Hùng. Thị Hả. Hoàng Dũng. Ái Hương. Gia Hưng. Gia Bảo. Tấn Kiệt. Xui gia của mẹ. Ủa nãy giờ chốt chốt đơn dòng họ không nè. Bây giờ chốt đơn hai khách này cười là buồn nhân. Bây giờ chốt đơn phải ra. Cả nhà ơi, thấy rõ không các chị không? Em mạng có nhớ không Minh Mận ơi? Thôi còn dòng họ Lương đừng ai coi lại chị. Chút chụp khỏi tụi ra khỏi nhà họ Lương luôn á. Cả nhà ơi, cả nhà coi màn ổn không? Mấy chị thấy em mất ổn rồi. Chị Trang, cái áo hoa cúc. À, dạ, chị gửi hình qua đi rồi em nói mấy bạn soạn cho. Món có chừng này đó hả? Đâu nhiều lắm mà. Mới chốt cho mấy chị này trước. Rồi. Cả nhà ơi, bây giờ mình like luôn ha. Bây giờ mình... Bây giờ mình like luôn nha mấy chị ơi. Mình bán, mình bán luôn nha. Cái hàng thập cẩm nó cười, mắc cười lắm. Nay nay đó chị mà coi like là các chị cười đã luôn á, tại vì biết sao không? Những cái sản phẩm mà nhiều khi em mở ra em cũng không biết trong là cái gì, vừa bán vừa ấy cái like ở đâu mà nghe tiếng lại phát lại chứ chưa có nghe, chưa có tìm được cái em mạng chạy vòng vòng ta. Ừ, em chia sẻ còn không được nè, chậm nha, chưa tìm được con giả nha mấy chị. Đúng rồi, quay đều vô cái này á. Cái này đang xài cái file của Diều không hả? Diều nè. Diều trống mà ngay đây xuống phòng được mà, đâu sao đâu. Diều trống đắp mấy cánh cửa luôn, cửa trong đóng, cửa cửa này đóng luôn mà kêu không sao. Em mở mở ở trong á, cái cánh cửa phòng kia mở ra luôn đi. Mở luôn cánh cửa đó luôn đi anh, mở ra luôn để cho anh xài cho. Anh xài cho lo. Trời hồng xanh đồ bữa bữa trong phòng nữa bay ơi. Smart quá. Rồi. Mang chạy dùng dùng sao em bán đi. Chết thôi. Smart quá. Hôm nay mình bỏ qua xài smart. Chị Nguyễn Mỹ chơi dịch. Dịch không có tiền mà đồ đẹp bán đâu mà mua. Dạ em cũng vậy, bây giờ em sale túa luôn. Chị thấy rõ hả? Dạ áo em đang mặc
là đang giảm giá. Chị nào chia sẻ chốt sale từ 320 còn 220 ngàn. Smartwatch. Đâu có coi. Smartwatch. 220 đó chị ơi. 70 kg. 72 kg cũng được. Cả nhà nhìn áo của em đang mặc nha. Hơi bị đẹp luôn á. Cái quần bao nhiêu? Dịch chốt sale luôn, 200 ngàn cho hết. 70 kg luôn. Quần hơi bị đẹp luôn á mấy chị, để vừa cũng để lại một cái đang mặc luôn. Nói chung là vừa là mặc nguyên bộ vậy luôn đó. Rồi màu đen, màu vàng, màu xanh, 220 áo. 75 kg, rộng lắm. À quên lộn, chật lắm, sờ sờ hơi chật đó chị. Rồi bây giờ lên luôn nha. Dẫn về tới bây giờ ổn rồi. Các chị ơi, mình vào mình coi coi vui. Ô chị thấy rõ hả? Vậy mà màn nhà em không rõ. Vậy là cái màn do màn nhà mình rồi mọi người ơi, chứ khách thấy rõ hết nha. Đúng rồi đó. Mấy gì đỡ qua cái wifi khác nè. Sẵn sàng cho mấy chị. Trời ơi, bà thấy kìa. Cái gì vậy? Lên bây giờ nữa. Sẵn sàng cho mấy đứa. Chị đã sẵn sàng. Chị sẵn sàng mấy đứa lại là đóng cửa. Chị Hà nhanh chút màu đen kìa. Hà nhanh chút màu đen kìa. Hà nhanh chút màu đen kìa. Chị gái ơi. Ủa sao này tiếng em hơi xa. Qua đi ngồi luôn đi. Cầm cái điện thoại em đấy. Để quá. Để sức quá. Người chứ xa chứ giờ nói về sao khách nghe. Chị nói đi. Nghe xong nghe chị. Đọc cho chị nói đi. Chị cái đang cái phòng này ra được. Em vô đó ngồi được chị. Được. Rồi hai mở đi anh, mở một cánh ra cái lông kia giờ rồi đó, đúng rồi, mở ra alo sữa mạng giờ mạng không thấy nó công mạng nó bị thiếu. Rồi có gì vui hả? Trời ơi, cách ly sao vui, ở nhà sale đồ xe ơi, nhà sale đồ. Trời, cái nón này nè, nón chống tiêu UV luôn mới ghê mấy chị nha. Cái này là lúc đầu là người ta bán 500 mấy hàng này, hàng của Indo 500 mấy xong xuống 200 mấy xuống. Bây giờ là em thấy trên những cái trang kia đang bán á, mà rẻ lắm á, là đã là 120 ngàn một cái nón. Nón này là dành cho giống như mình nam đội cũng được, nữ đội cũng được, nhưng là thường là nam để giống như làm việc á các chị, làm việc á. Cái này rồi ba cái 100 ngàn nha, ba cái một má hết mấy độ cho người. Rồi các chị ơi, cho em giới thiệu chi tiết luôn nha. Nón 3 cái 100 ngàn. Nón 3 cái 100 ngàn. Rút được. Rồi, áo này mấy chục ký đây, 55 ký được ha. 55 ký. 55, 56 ký, rồi áo luôn, quất luôn, 120 ngàn. Bao tay, đưa bao tay. Bao tay 80 ngàn, các chị nhanh nha. Trên người thì có cái gì là lên cái đó. Ba cái 100 là nón. Cái này là các chị, em nói thiệt nè, hàng này tại sao em có là giống như bị thất lạc hàng được vậy á. Hàng nói chung về là bán là vừa bán vừa tặng luôn đó. Đâu ba cái 100 nè. Chia sẻ bài không? Mấy chị chia sẻ giùm em nhé. Chưa chia sẻ bài kìa. Kể đi chốt đi rồi nói mấy chị chia sẻ thêm cho. Còn đôi hài nữa. Rồi đôi dép sao bao nhiêu đây? Này chắc 37 á. Đôi bốt size 37 luôn. Ok. Yến Đinh 3 cái 100 ngàn nón nha các chị ơi. Cái nón này em nói rồi, nón Nguyễn Đô hàng này là chống tiêu UV luôn. Cái chị mà đi làm việc ở giống như nó đẳng mà đi ra ngoài nắng, hoặc là mấy anh đồ vậy mà dùng để mà hay dùng nón chơi nắng đồ á, mua mấy cái này xài đi. Nó mới được đem qua đây thôi. Lúc đầu á nó đăng giá cao lắm, mấy trăm ngàn một cái nón mà nhá. Cái máy này là em về được một cái lô vậy á, chỉ có được một lô vậy có một thùng nón, nó có một thùng nón luôn.
Rồi, bao tay thì quảng cáo luôn. Đấy, có đôi bao tay này, 80.000, chị nào mua cho chồng xài này. Bao tay làm giường. Đấy, đó, bao tay mô tô nha mấy chị, mấy hàng này mà mua ấy rồi bị mắc nè. Đi phượt á mấy chị. Vậy là mình mua cái bao tay rồi mình mua thêm chiếc xe mô tô hả? Đúng vậy. Giờ giờ mua cái bao tay đi, xong có cái mua thêm chiếc mô tô nữa là đi là đúng cả. Đúng, đúng, đúng. Ba cái đó nhân cho Thu Trần. Rồi, ba nón cho Thu Trần, ba cái 100 mấy chị ơi. Các chị lên 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 mạng sổ đi là biết thôi. Ba cái cho chị luôn chưa? Ba cái cho Phúc. Trời ơi, mua chứ kì á. Trời đó, thôi con gái ngứa ngồi phe chim. Ba cái dăm cho Phúc Lê. Hai. Rồi đôi giày, đôi giày, đôi giày. Size 37 các chị ơi. Đẹp. Cái này Bùi ơi, Bùi. Có khu giả đang tìm luôn á. Cái này bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu chị? 100. Rồi 100 đôi bốt 100. Trời ơi bán khu giả nữa trời. Khỏi bán gì kỳ vậy? Đôi bốt 100 các chị nha. Nón thì ba cái 100 thiệt tình á, là dù nói rồi nó một nó nhiều lắm. Giờ bây giờ là các chị có mô tô rồi mà chưa có bao tay rồi, bán bao tay luôn. Vô bao tay. Bao tay đi đẹp lắm này. Ghê mà Quế, cái mô tô có nào xuống cho em mượn chạy chị Quế ơi. Lấy nón đi mấy chị ơi, cái nón này ba cái 100 rẻ bèo luôn á, thiệt á. Rồi cho mình mua bao tay này cho bảo chạy xe. Trên Shopee đang bán 120.000 là giảm giá từ 300 mấy ngàn giảm xuống còn 120 mấy ngàn. Cho chị Nguyễn Ngọc kìa. Nguyễn Ngọc có bao. Rồi, đưa cái bao Nguyễn Ngọc qua luôn đi. Hàng Indo nha các chị. Cái này là chốt nắp. Đây, để em đưa cho này. Của Nam vậy này. Của Nam vậy. Cái này các chị lên mạng search là nó ra. Ba cái để chị nha. Để dành đi rừng. Ok chị rồi. Ok chị Minh Quyên, ba cái nóng. Cái này các chị giống như ông xã dở như đi câu cá hay đi chơi đồ lỡ đi du lịch cho các chị mua để cứ để trong tủ cho không xài, mình xài cũng được. Mà cái này là chống chống tiêu UV luôn nha. Nón này á. Các chị lên mạng search đi có đó, em đưa hình đó. Bao tay ba cái nón cho Hiếu Tạ. Rồi 10 nón anh. 10 cái nón anh Ngọc. Hết giờ. Trời ơi, nón này là chống trà xanh luôn nha mấy chị. Rồi cái áo áo 100.000, 55 kg đứng luôn chị. Áo 100.000, áo da mấy chị với lại lông. Trời nắng 39 độ mặc áo này bao đỏ. Ra đây ngồi bỏ này Thu. Đi ra ra phụ bỏ tới đi đó. Ngồi đi. Ra phụ bỏ mua cho nhanh đi. Rồi cho chị Thu Trì luôn. Thu Thu Trì em in chưa? Chị in luôn cho nha. Em in Nguyễn Ngọc chưa? Rồi. Liễu Nguyễn dày. Ủa in. Không có dài, dài hết rồi nha. Bao tay hết luôn. Thấy nè mấy chị hồi nó đồ tùm lum á, coi chuyện hồi có nữa không sao. An tâm đi, không được này mình còn cái khác. Lấy cái đồ bắn ra thôi. Ai nuôi chó nuôi mèo? Rồi. Ai nuôi chó nuôi mèo? Ai nuôi chó nuôi mèo? Hôm nay có nhà cho chó cho mèo. Hôm nay có nhà cho chó cho mèo luôn nha mấy chị. Đó, vô. Bán nhiêu? 100.000. 100.000 cho chó mèo. Cái này đỡ mua ngoài mắt không có gì. Đúng rồi, cái này phải 300 mấy ngàn hoặc 200 mấy ngàn là ít lắm nè. Hả mấy chị, chó mèo. Chó mèo 100. Ba nón cho em in nón hết chưa? Thôi từ từ đi, chút dồn sáu. Em in nón hết chưa? Cái nón này em dìu em không nói xạo các chị đâu, để em dìu đưa cho các chị coi này. Tại vì hôm qua trước khi ra cái sản phẩm này tại nhiều quá em nói sao mà nhiều quá mình bán không biết có hết không á. Nè các chị, nó còn bán thêm giá gốc của nó là 200 nè, giá gốc 200 và bây giờ đang còn giảm giá là từ là 90.396 đồng đến 140.000 này, tùy này, chưa kể là tiền vận chuyển. Các chị nhìn này, cái đơn giá của nó này. Và bây giờ mình mua gấp nhiều, ba cái có 100.000 thôi. Ba cái có 100.000 thôi nha. Chống nắng, nói chung là cái này xài thì quá ok rồi. Thôi, quá rẻ rồi, cứ mua để trong hàng. Chó mèo có lớn không? Chị rất là hỏi nè. Mấy cái chị mà có đơn nón nè. Nón nhiều mà. Thôi cứ cứ vượt qua đi, vượt qua đi, từ kia đi. Nói nhiều mà. Nói nhiều lắm. Kêu. Gì vậy? Chú Huệ có nón, Nguyễn Quế có nón, Nguyễn Ngọc có nón, Hoa Sữa. Thế Hà Trần khách mới, Thu Trì có nón. Rồi, đến Thu Trì này để giữ in tiếp cho nha. Giữ in tiếp cho chị các chị nè. Bao tay cho chị cô Hồng Cao.
lấy bao tay cho cô Hồng Cao, ba nón cho Trương Huệ, cái đôi bao tay lúc nãy đó. Người ta lấy từ nãy giờ rồi. Rồi về cô Hồng Cao không có. Ba nón cho chị Nguyễn Quế, ba nón cho Thế Hà Trần. Trương Huệ có gọi cái gì vậy chị? Người ta in gọi sao chị in lại vậy, em đọc mà chị không nghe. Chị tưởng in đến thu chị. Trời đất ơi, em đọc. Chị cứ đọc đi để nó. Rồi, rồi. Giao. Chó mèo 100 ngàn cho ai nè? Thùy Trang, ok Thùy Trang này. Nón này đợi được 2 triệu nha, bây giờ Phúc Lê chưa? Bây giờ mình sẽ gọi thêm nón. Rồi, chị in cho nha. Khỏi in đi ha. Rồi, Thùy Trang, ok rồi, chó mèo Thùy Trang này 100 ngàn này. Ủa, chó mèo cho Nguyễn Văn 100 ngàn mà. Nguyễn Văn này tôi không biết nữa, rồi về thôi em in nha. Chị chết, chết, sai quá, vừa sai quá. Chị đọc tên này rồi, không có thân nữa, thiệt mà dễ dàng. Ủa, gì vậy? Đây, nón này đợi được kiểu thứ hai đó, thật là ấm cúng đó. Còn không mấy thì mình bật nó lên thì mình thành là chỉ huy. Chị Thị Trang, chị Thị Trang lấy cái đồ nuôi nuôi chó mèo phải không? Hay là lấy nón? Nón này đợi được. Nón cái gì không hiểu. Mấy chị nào mà ở số ấy đợi mua nón này nè. Chị cho nó chó 100 đó chị đi. Nếu mà chị ba nón cho Nguyễn Thu luôn nè. Rồi ba nón cho chị Nguyễn Thu luôn. Nón này ba cái 100 ngàn. Em nói rồi, giờ các chị ơi, nó rẻ hơn cả, rẻ hơn mà trên Shopee các trang khác bán luôn. Bên kia là 100 ngàn, 150 ngàn một cái, các chị còn thêm tiền vận chuyển nữa. Còn đây bây giờ bao nhiêu, ba cái 100 ngàn mua về đi. Xài rất là em, các chị coi này, muốn sắp, muốn làm cái gì cũng không sợ, mà đi du lịch thôi. Xài hơi bị đã luôn nha. Này nhá, mấy anh hay đi chơi đồ mà lỡ mà câu cá đi ra mà ăn nắng để trong nhà xài, mình xài cũng được luôn nha. Ra làm vườn đồ cành giống như mát mát, mà cái này là cho vừa chống nắng mà mát nữa. Rồi. Đúng rồi, leo núi leo đồ gì nè. Shipper mới quăng cục hàng vô cổng nhà chị nè. Mô Phật à. Cho ba cái nón chị Quyên Bảo, ok chị không? Chị Thế ở Trần cho địa chỉ, cảm ơn chị Thế ở Trần nè. Rồi. Rồi. Nón thêm đi nha các chị ơi, nón thêm đi, nón còn rồi. Lấy xuống đây tắt cho cơ thủy. Ai lấy cái này nè, mua lần xài này 50 ngàn. Rồi nón 50 ngàn. Ủa mà đang ở Mông Cổ rồi. Cái này không biết nữa, cái này đâu có đâu. Thấy bữa mà mùa đông á, nhiều chị cũng đi mua cho những bác lớn tuổi vậy á. Ấm hai bên này lắm nè. Rồi, hoa 50. Nào hoa nào? Quần vô mặt 200 ngàn dành cho chị nào có chia sẻ 70 kg. Quần vô mặt 70 kg, áo vô mặt cũng vậy. Trời ơi, hoa giả. Cái này là một cây không là trăm mấy ngàn nè. Nếu mà vô siêu thị nè, sao bùng dữ vậy trời. 2, 4, 6. Chị nắm 50 ngàn, ok. Ok Mai Hà nè, em đi Mai Hà đi thôi nè. Ba cái nón cho Hoa Tuôn, ba cái nón cho Văn Trịnh. Ok, cái nón cho Mai Hà. Rồi nón Mai Hà 50 ngàn là cái đó hết rồi nè. Có cái thôi. Rồi chị nào chốt đi nha. 14 cây bông đào. 14 cây bông đào các chị chốt cho em. 150 ngàn, 14 cây bông đào 150 ngàn. Trời ơi, anh nói về cắm tha hồ luôn. 14 cây bông đào 150 ngàn. Tính ra một cây 11 ngàn gì đó. Nếu mà đúng giá của nó, một cây hoa giả này là phải là trăm, đúng là đẹp là trăm mấy ngàn, còn không là mấy chục ngàn, 30-40 ngàn, 70 ngàn là chuyện bình thường. Ba nón cho cô Lại Ngô luôn, ba nón cho cô Lại Ngô, nón còn nhiều nha. Cái nón ba cái 100 này cả nhà lấy đi. Em không, em bán, em đang kiểu như là em mua nguyên cái kho đào vậy đó. Rồi hoa đào 14 cây cho chị nào đây. Em đọc chưa? Em đọc em luôn đi nha. Em đọc rồi, em luôn rồi đó. Thị Trang đó, 14 hoa đào đó. Rồi, 14 cây hoa đào cho chị Thị Trang nha. Đó, cả nhà thấy đó. Ngay hoa đào để chị làm một chồng 150 ngàn. Trời ơi, để trước cái bàn hơi bị đẹp luôn. Nón ai lấy thêm lấy luôn nha. Nón ai lấy thêm lấy cho Diệu luôn nha. Nón chị nào lấy thêm lấy luôn nha. Chút dùng sau đi, cái dục qua thì ra ngoài đi. Rồi, bây giờ này. Không biết là cái này cái gì này. Đây này, cái hàng này á, gọi như là các chị biết sao không? Hàng bị thất lạc đồ vậy á. Thế vậy là không tìm được chủ, không được tìm được chủ. Cái người ta gom lại, người ta bán sale. Bây giờ mình mua sale, mình về mình lại bán cho khách. Ba cái nón cho Sen Lê. Ba nón cho Sen Lê, ok. Rồi cái áo này chị nào lấy ghi dùng cho shop 70 ngàn thôi thì đẹp luôn nha. 70 ngàn, cái này tầm 70 kg.
Thôi ốc 70 ngàn 70 ký. 70 ngàn 70 ký nha. 70 ngàn 70 ký. Cái thứ gì cũng chỉ giờ khui từng thùng một. Đâu có, đang khui cái nón để quăng ra. À, à. Có khui đấy thôi. À, quăng quăng khui thùng này nè. Ừ. Rồi áo 70 ngàn nha. Rồi 70 ngàn cho Thùy Trang ok luôn nè. Giữ in rồi nha. Giữ như chị Thùy Trang nha. Rồi. Mua nón đi mấy chị ơi. Có giày rất nhiều nè. Có túi xách nè. À, 70 ngàn là cái gì? Đây 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 cái này nè. Rồi. Ba cái nón đũa cho Sen Ly. Ba cái nón cho Sen Ly. Cái này là giá treo rụng hoàng 474 ngàn. Rồi. Giá tiền của em này là 474 ngàn. Một cái giá treo rìu vang. Bây giờ về tay các chị mua với giá 100 ngàn. Em không biết giá. Nói chung là em biết giá giờ đó người. Người ta gói kỹ rồi. Mình cứ để em vậy đi ha. Cái giá treo rìu vang là mẹ bỏ cái ly. Hả em kìa. Mỹ Thu hỏi đồ mới hả em. Đúng rồi. Đồ mới chứ đâu ai bán đồ cũ. Các chị phải biết cái dòng hàng vậy. Nè, đây là hàng Thách Lạc. Nói luôn, giải thích một cái trước khi bán này. Có nhiều bạn, nhiều bà vào hỏi bán hàng gì mệt nè. Khi mà giống như vận chuyển giao hàng em bị thất lạc, các chị thấy em bị thất lạc nhiều cục hàng mà cả mấy triệu không? Nhưng không tìm ra hàng cũng không biết là chủ nhân cái đơn hàng đó là ai. Người ta dễ dàng dồn về một cái kho và đợi tập ở đó. Khoảng vài tháng người ta giống như đầy quá rồi là người ta tìm một cái người nào đó tới thầu hết cái đống đó đi. Thì đó em thầu hết cái đống đó về bán cho các chị. Thì các chị hiểu cái hàng này ở đâu vậy không? Bên vận chuyển giả sử như Shopee, Viettel hay là Lazada, tất cả những cái chỗ mà gửi hàng đi cho các chị bị thất lạc hàng, em bị mất hoài đó chứ. Bữa giờ em mất mười mấy triệu tiền hàng, nhưng được cái là bên giao hàng người ta đền cho em, mất là người ta phải đền. Thì nhưng mà quy ra cái sản phẩm á, đến khi mà về lại cái tay người mà bán tiếp theo á, nó rẻ bèo luôn. Tại vì người ta cũng giống như em không có chuyên, em đâu biết cái giá trị. Người ta bán 400 mấy, em bán có 100 ngàn. Ví dụ vậy đó, em đâu biết giá trị đâu. Giờ em mua rẻ thì em bán rẻ thôi. Đơn giản là vậy. Quanh đây Cái này là cái kệ á các chị. Cái kệ treo nó gói kỹ quá rồi. Cái kệ mà bỏ ly rìu vang á, mấy cái ly dài dài mà bỏ có cái đế đây để em đưa cho mấy chị coi này. Nó có bình nóng lạnh nè, nó có máy này máy kia. Ôi cái quần hay ít đó 70 kg. Xin hay ít nào. Ok rồi. Hay ít đó 70 kg chị Thanh Lan. Áo dù đang mặc đang chốt giá siêu 220 ngàn. Nếu chị nhìn đơn giản thôi, inox 4 mà nó bán đang 470 ngàn. Nó vít luôn. Các chị mấy cái vít này trên cái tủ á, trên cái tủ, giả sử cái tủ mình dày đó, mình để vậy là cái bắt đầu mấy cái đáy của mấy cái ly á, bắt đầu mới bỏ vào cái thẳng hàng này. Thì nhà chị nào mới dùng ly đáy cao á. Cái gì vậy chị? Rồi ok, để cho chị một cái 100 ngàn chốt cho chị Phương này. Cái này nè, cái này là ly bỏ rìu vang á. À, cái kề để bỏ ly rìu vang á. Em chỗ mấy chị bắt em tháo ra em gói lại không có đẹp chút nào hết á. Bỏ đi chút rồi gói lại sau. Trong nó có 4 con ốc vít á, rồi không tên mắt. Rồi bỏ đi hôm nay cho chị Phương. Có robot hút bụi lên nhà không? Không có. Chị Mỹ Văn không có chó mèo. Có liêu. Em biết là bây giờ khui này không biết trong là sản phẩm gì. Nhưng các chị trước tiên các chị em thấy cái thùng hàng này nhiều này. Nguyên một thùng luôn, chắc cái này là người ta mua sỉ về bán mà bị thất lạc này. Cái này mà đền nó bị vũ luôn. Hàng này là hàng Windows, hàng đẹp luôn các chị nha. Có tia, có chống nắng đồ đàng hoàng nha. Cái nón nam này nè, xài đã lắm mà ba cái có 100 mà em hôm qua em lên Shopee search là em nói giá mà lúc mà ban đầu là 200 ngàn một cái. Xong rồi người ta giảm dần xuống làm phần, giờ còn 100 mấy ngàn một cái đó. Mà 140 ngàn đó. 99 đến 140 ngàn tùy biết tùy theo số lượng để mua. Giống như mua 3 cái thì được giảm nhiều hơn, 5 cái giảm nhiều hơn đó. Thì bây giờ em canh được cái thùng này em đâu biết đâu. Rẻ thì về em bán rẻ cho các chị thôi. Em bán cho các chị 3 cái có 100 ngàn à. Em đưa gần cho mình coi nè. Cái nón này nó không mất đi đâu. Mình đừng có lo mà sợ mà giống như bị này bị kia. Khỏi lo nha. Hàng này các chị lên mạng search là nó ra hết, có giá trị ở trên luôn. Áo tôm đen cho chị Hà Ngân rồi chị ơi. Bồ đang mặc quần là 200, áo là 220. Nón này bên chị đi cam đi cabin hoặc
Kheo cá, dạ đúng rồi, giống như mình làm chính xác đó chị. Cái này cái dạng nón này hồi hồi mới ra nó tình hình lắm á, thì chưa tình hình á là nghĩa là cái một hai ba thằng bán thôi thì cái giá nó cao, còn bây giờ nó nhiều rồi thì chắc chắn giá nó rẻ hơn, nhiều thằng bán rồi mà. Nhưng cái này là em trúng được cái thùng hàng giống bị thất lạc á, người ta không có giờ không tìm ra hàng ở đâu, mình hốt về mình bán lại cho khách. Em cũng bỏ tiền mua chứ em đâu có phải là đi hốt rồi không về bán, nhưng được cái giá rất rẻ, em nói thiệt giá rất rẻ. Bây giờ cái chuyện này nó làm tâm phùng về điện thoại mắc rồi về mình đồng hồ cùng hộ lúc nào mà em cũng dám bán điện tử, tại vì em không có rành sợ cái là mất công ấy, chống nắng tốt. Dạ chị Minh Duy Nguyễn này đó, chị đang ở nước ngoài thì chị biết cái dòng hàng này rồi nè. À chị Minh Duy Nguyễn này, chị đang ở bên nước ngoài này, chị biết cái dòng hàng này, chị nói chống nắng tốt nè. Thì cái này á là đúng là ta chống tiêu vi ok lắm nha. Ba cái trăm ngàn các chị cứ để trong nhà để ông xả xài hay mình xài cũng được, cái nghĩ nam nữ gì cũng không vấn đề đâu. Hình là chỉ cần là giống như có cái vành để mình che nắng che độ á, mà nó mát nữa các chị à. Mình lấy nón đi, ba cái 100 ngàn thôi. Rồi cái nón cho Ánh Ngọc. Rồi. Ba cái nón cho cô Tuyết Trinh. Không để các chị, em nói rồi, chị trước khi sắp ở Bình Chánh chị gái ơi. Áo dịu mặc màu xanh cho nhàn phan. Ok, xanh cam, có xanh cam đen. Có cam nữa nè. Nón à, có đen. Cả nhà ơi, một cái nón hai ba cái nón nó không có bao, mà ba cái nón có trăm ngàn, nó đừng có dùng cái suy nghĩ gì hết. Em nói thiệt, cái này ba cái mới chưa mới với còn thêm tiền mình chuyển nhà em nữa là mới bằng một cái ở trên Shopee, mà Shopee là chưa còn tiền mình chuyển nha. Chị nào cứ lên thử đặt đi, lên thử đặt người ta cũng đang bán. Em nói cái hàng này là nguyên thùng hàng này, em được một thùng giống chắc bị thất lạc của sĩ này, nó mới số lượng được nhiều vậy nên em mới cho được cái giá mà rẻ bèo như vậy. Chứ ít em bán cái 50 ngàn em vẫn bán được. Lên nón này đi các chị ơi, lên nón này cho em đi nha. Rồi bây giờ em khui tiếp cho các chị cái rìu. Chị Nguyễn Minh, ba cái nón thêm số điện thoại lại giùm em, khách cũ nè. Ba cái nón đội đầu 100 nó lấy mà. Đó đó. 100 cho Phạm Tiết, khách mới bắt địa chỉ giùm em luôn. Trời ơi các chị biết không, cái đồ để rượu này là 500 mấy ngàn nè, cái nóc mà. Ba cái cho Hoa bé, khách mới luôn. Này cái đồ để bình rượu á các chị, để bình rượu á các chị ơi, nó cái gì cũng có hết. Ba cái nón cho Nguyễn Hoàng, ba cái nón cho Phạm Hằng, ba cái nón cho Hoa Thái, ba cái nón cho Hiệp Nguyễn, ba cái nón Ngọc Lập, ba cái nón Quỳnh Thúy. Cái đó khoan đi. Ba cái nón thì ba Xuân Hậu. Không lấy cái nón này đi các chị, thiệt em không để mà các chị thất vọng đâu, với lại ba cái có trăm ngàn nó bèo lắm. Xe để rìu Kiều Liên, ok chốt chị Kiều Liên, em chốt cho chị giá 120 ngàn. Các chị cái khung inox này các chị mấy trăm ngàn cái nha, không có rẻ đâu, mua 400-500. Nếu mà đúng mà vào sốt là xình xình nữa là 700 Kiều vẫn bình thường. Rồi chốt 120 cái này Kiều Liên, cái này hàng này á em nói rồi, hàng thất lạc à, kho người ta đền tiền lại cho tốt hết rồi chứ không phải là mà rồi người ta bây giờ người ta mới thanh lý nè. Bỏ cái này vào cái bao này, xe để rượu có cái sách gì đó rượu ầu cũng biết luôn, mấy cuốn sách tiếng Anh này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuốn, nó giống như là nguyên một 15 cuốn của cái này là okay, sách gì ngon ngon thử nghiên cứu cái sách này, sách gì để vô dễ ra giới thiệu coi. Sách tiếng Anh, ai biết sách tiếng Anh mà nhưng nội dung nó sẽ là gì á. Ba cái nón cho Hoàng Kim Tiết, các chị lấy nón trước đi để em xử lý cái xong cái nón, nó còn nhiều không? Ok rồi, cái đồ chơi em bé cũng nhiều lắm á nha. Xe để rượu có cái hết rồi, xe để rượu cái đồng hồ đó là em không có dám chốt, vì các chị biết xong em sợ về lỡ về nó hư trục trặc gì cái các chị bắt đền em đang nói để em rảnh em nghiên cứu, còn không mà chị nào chịu á mua đại đi cái em bán cho 40 ngàn 50 ngàn về hên xui, dám hên xui thì em like, còn không thôi thì để em nghiên cứu đã thì em like sau. Mà em mang đi mấy cuốn sách nó mắc lắm á chị, một cuốn mấy bao nhiêu thì giờ mình không xài, mình mua mẫu rồi mua quên mua nguyên lô vậy thì về bán nguyên lô ta biết sao. Rồi ai mà ai đọc rồi trời.
cái này là cái giữ thức ăn giống như mình ăn không hết á, mình cho vô dĩa rồi mình để vào nè. Bữa trước em mua 3 tuần là 350 ngàn, trời ơi 50, chị nào chốt ghi dùng cho em 50 ngàn. Em mới mua luôn đó các chị, hỏi nhà em là em vừa mới mua luôn, để giống như để thức ăn mình ăn không hết á thì mình cứ để vào đây á, nó không có bị. Rồi 50 50, năm chục chốt cho Hồng Quế chín rồi nha. Ba cái nón cho Cẩm Ngọc. Rồi Hồng Quế 50. Toàn là đồ giá trị không á. Miếng trẻ mặn đồng hồ chưa vậy? Chưa không, đồng hồ chưa bán. Trời ơi, bấm gì đồng hồ tùm lum hết. Miếng trẻ mặn vô ga, tập vô ga. Đúng rồi. Nè, bà nào đi mua miếng tẩy giảm tập vô ga hết bao nhiêu tiền? Đó, chị đọc cho miếng tẩy giảm vô ga màu đen. Trời ơi, đẹp quá. Chút nhiêu, không biết bán giá nhiêu. Em cũng biết giá trị nó nhiêu. Bán đại đi, 100 ngàn. Rồi, 100 tập vô ga. Đó, cho mấy chị đi tập. Thêm ba cái nón cho Ngọc làm. Chị nói anh nội dung là ý là cái cái lòng bàn cho cô Thanh Vân dạo nội dung nó là bộ chuyện mà chị. Nói cái lòng bàn là cô Thanh Vân dạo. Rồi thảm vô ga em chốt cho ai đây? Nguyễn Kim Anh. Rồi Nguyễn Kim Anh thảm vô ga. Đấy chị ơi chia sẻ cho em. Rồi bộ lắp ráp gì của em bé này? Xe ray, xe rửa, có xe, có tủ ở trong này. Nếu chị mua đi coi không thằng con em ra nó xí hết. Chở cái thằng này nó đi ngang qua nó. Chở cái này của con này, cái này của con, nó giành nhau rồi ba nó. Cái này của anh này, cái này của anh. Giành nó mấy chị mắc cười lắm. Có thảm mỏng rẻ dày 4-500 đó nhé. Chính xác thì biết rồi, nhưng vấn đề là mình mua ở đây là cái giá. Mình đừng có nghĩ đến cái giá mà giờ thích nhu cầu cần sản phẩm gì mình mua. Rồi, bộ xe này, bộ này em bán 100 ngàn. Các chị ơi, 1 tháng 6 rồi mua cho con xài đi, kệ đi. 100. Tới 100 xe. Liệu, có liệu. Được đó chị, chứ bao tay con gấu đâu không có hả? Chốt con gấu đấu giá. Không giờ đâu giá. Chốt con gấu gấu đấu giá các chị ơi. Chốt con. Bao tay nè. Chết. Tay kìa. Bộ xe cho ai nè em? Rồi, đọc đi em đọc đi. Bảy rồi. Chị Phương chốt á, Phương Phạm á. Phương Phạm bộ xe. Để con đấu giá thiệt. Giờ giờ đây nè. Chị gắn con cẩn cáo sao giá cao đi. Em chốt giá khởi điểm 150. Ai chốt cao hơn lấy. Ai chốt cao hơn lấy. Gắn khởi giá khởi điểm 150. Em nói cái bộ này các chị mua cũng 500-700 ngàn. Kệ đi. Mắc cười quá. Có củ lâm không? Rồi bộ sách tiếng Anh truyện. Em không biết chị nào lấy về đi. Ai dành tiếng Anh. Rồi ghi dùm cho em bộ sách. Chẳng lẽ giờ nguyên bộ không bán được 150. Rồi 150 ngàn. 11 cuốn. Rẻ mấy chị ơi. Bán người luôn. Trời nhanh lên nóng lắm mấy chị. Gấu 150. Mở đâu? Nóng. Uống đất từ thành. Uống đất từ thành giải độc giải ngứa kìa. Tôi mệt quá. Nóng quá mọi người. Mỗi nóng quá hả? Em bộ sách 150 ngàn cho ai? Trời ơi mùa dịch này mua bộ đồ này về cho mấy đứa nhỏ nó vui mấy chị ơi. Thôi bộ đồ chốt gấu 150. Ai giá cao hơn chốt này. Khởi điểm giá 150 coi. Thanh chặn của số điện thoại luôn. Khách mới. Trời ơi một bộ này coi vậy chú mắt lắm nha mấy chị. Cười đau bụng quá mấy chị ơi. Đi săn cái hàng này á, chỉ có quen biết thì mới mua được, chứ mà người lạ người không bao giờ có đâu các chị. Tại những đó các chị nhìn cái giá trị của nó dữ lắm mà sách không. Cho Ngọc Đình Nguyễn. Rồi sách cho Ngọc Đình Nguyễn. Một ghế nè. Đây cái gì đây Phan? Này nó nằm trong hộp vậy á, đó thích lạc, hàng thích lạc. Cái này còn cái này collagen hả? Mặt nạ. Ôi cái này giờ sao biết xài mà quảng cáo.
Thì ai từng xài rồi người ta mua thôi, chứ quảng cáo gì mình có biết gì đâu, quảng cáo. Ai từng xài rồi nè, em mở tem ra, mở tem ra mít công. Cái này giống như mạch nà dưỡng á, mạch ong nè. Rồi, chị nào có mua cái mạch nà này biết rồi thì chốt cho em mạch nà 100 ngàn nặng lắm nha, nhiều người lắm nha. Chốt em gấu để cho từ nhỏ chơi. Cho Trà My hả? Gấu cho ai này? Gấu mấy chị tăng giá đi. Không, xem là 299 chị Thanh Lam mà không vừa đâu nha. Lưu số lại chị Thanh Trần nhưng mà hết hộ sách rồi nha chị. Mạch nà 100 cho chị Thúy An này, ok này. Trời ơi, mắc cười quá, cái này cái gì đây? Đẹp đôi này. Bà nào khui hết hàng này ra rồi. Ui, đôi giày này đẹp dữ ta. Giày nam hả? Sách đâu có đâu chị Trúc Thanh ơi. Giày nam này giá nhiêu đây? Không thấy giá. Ủa, gấu chốt 150 luôn, mày đâu giá chưa hả? Rồi, ra chốt đại đi em ơi, tính cho thử cho em không? Gấu nó cho Trà My. Ủa, cái size hàng này, hàng order từ nước ngoài về rồi, size 2665. Là sao bao nhiêu? Xài đó chắc khoảng Úc Mò Mai Sơn xài mấy rồi? 265 các chị ơi, hàng này nó đưa từ nước ngoài về nè. Vậy cho nó chắc 42 á. Đâu, đâu nó ngon mang thử rồi. Ủa đẹp quá. Rồi ai chốt đôi giày cho em 120 ngàn. 265 nha, cái size của nó là 265. Tại cái hàng này á, một số hàng là các chị đặt hàng trên giống như trên mạng các chị cũng thấy rồi đó. Phải đặt là kho từ nước ngoài về á. Cho nên cái này là đâu có trả, không có hồi lại được luôn. Nhìn đi, mấy cái này kho từ nước ngoài về đi không nè. 120 giày chốt cho chị nào đây em 120 bỏ đi, giục cái bao thôi. 120 chốt cho ai nè. Trời ơi, size M này, mấy hàng này em biết này, giống như em hay order hàng mà mua mấy cái tả cho con em, mấy cái quần mà chống thẩm rồi vậy á. Có mình không có, phải đi đặt xa lắm. Mặt nạ có chốt cho ai chưa? Một nà 100 ngàn nãy chốt một số 100 đó. Thấy An ok rồi. Thấy An đó. Rồi giờ em chốt 120, tiếp tục 120 cho dài đó. Dài cho bà Quế. Ui mềm lắm mấy chị ơi, cái này tuyệt vời luôn á. Chốt đại đi, áo 100. Chốt đại cho em áo 100 đi. Em nói cái chất là em hứa với các chị khỏi lo. Riêng mà nói về áo quần mà em mà nhìn là em biết liền hết á. 65kg vô tư chốt đi các chị, 100. Hơi bị đẹp luôn nha, mắc lệnh nè. Áo 100, chốt cho chị nào nè. Ê, cái này cái gì đây? Nó vừa bán đồ điện tử luôn hả? Cái này dùng bích xài. Áo 100 vô đây thì biết. Mấy cái này dù chưa nghiên cứu được, mày không biết xài. Rồi, bò. Áo 100 cho chị Lê Thị Yến nha. Trời ơi, gái đẹp vậy sao nãy mà giữ được tôi bán. Thôi em, giờ đầu tiên em mới thiệt, nãy giờ em bán, em chỉ mong sao gom đủ vốn cái đã rồi em mới dám tính tiền lại, lời lời đó. Cái này là cái bộ ra bọc nệm. Bộ ra bọc nệm, chị nào chốt cho em 90 ngàn. Bộ ra bọc nệm 90 ngàn. Cũng phải bọc nệm lộn, bọc ghế. Bộ ra bọc ghế 90 ngàn này đó chị. Quá rẻ luôn á. 90 nha. Ra bọc 90. Trời ơi, áo lông từ nước order từ nước ngoài về này các chị ơi. Ok rồi, nghe rồi. À, đây đã nha. Dạ. Bọc ghế lấy cho ai đi em, 90 ngàn bọc ghế. Rồi, các chị, ưu tiên cái nón đi. Bà nào mua nón thì nón nhiều. Không mua nón này, mua nón thì em ưu tiên cho có đơn thêm. Em nói rồi, cái nón này là 300 ngàn, các chị tìm hàng không ra đâu. Chị Minh Di đang ở nước ngoài là chị cũng nói mọi người là ở ngoài ở bên đó cũng đang xài nón này nè. Cái này là hàng của Indo, xách đi nha các chị. 3 cái 100 ngàn chống nắng rất tốt nha.
chống nắng rất tốt. Cái chị ủng hộ cho em ba nón tiếp đi nè, vì nón này là em có đến một thùng nó nhiều lắm đó. Chị ủng hộ cho em cái nón này xong đi để em lại khui tiếp cho nè. Em chuẩn bị khui cho các chị, em nói hàng rất là đẹp nha. Đây là cái áo nha, hàng order từ nước ngoài về đó. Nón các chị ơi, ba cái 100 ủng hộ cho em cái nón xong bớt đi. Chị chồng lấy cái ghim giùm mình thôi. Ba nón 100 mấy chị ơi. Thôi chịu rồi. Ba nón 100 lên cái này cho em ba cái nón trước cái đã. Ba nón chị in tiếp cho ha. Lấy nón cho Phi Lê, nãy giờ nhắn nón mà không thấy tốt, mong cầm bao nhiêu cái. Rồi Trần Thị 3 nón, Lan Bình 3 nón, 6 nón cho chị Phương Phạm. Bá bé ơi, chưa có số điện thoại, 6 nón cho Mộng Cầm, không bán hai nón Thanh Vinh ơi. Trời ơi, 3 nón cho đi nài mi, 3 cái nón có 100 ngàn mà lấy hai cái sau tính tiền. Hay là tặng em lại cái ha. Ghi 3 cái giùm em, 3 nón cho chị Võ Thảo. Hàng này em nói thì các chị lên Shopee đi. Lấy giấy hình với Thu. Rồi Hoa Lan ok, 3 nón. Cả nhà, chẳng lẽ mà người ta bán 200 ngàn vậy, em bán 3 cái, 3 cái 100 ngàn các chị không mua được. Em buồn lắm luôn á. Hôm nay các chị mua là em nói rồi, cái hàng này ở đâu mà có hàng, là em nói những cái hàng bị thích, người ta mua rồi nhưng bị khi vận chuyển đi á, nó rớt cái mã hàng á, là không có tìm được cái người giao, thì bị thất lạc xong rồi vẫn, dù mặc dù nằm ở trước mặt mình mà mình không biết giao cho ai, là nên là người ta đưa về kho, tập trung lại tại kho, và đến khi mà bán ra thì là đến khi ngưỡng cho người ta thanh lý nguyên cái kho vậy á, là như mấy đứa em bán hàng vậy nè, sẽ đi hốt nguyên cái kho đó về. Rồi tiếp đi em. Em chốt quá chừng mà không được, chị chốt quá chừng không về á hả? Rồi đến chị nào này, Nguyễn Minh Nguyệt nha. Em in tiếp. Rồi Nguyễn Minh Nguyệt tiếp 3 nón này, 6 nón cho Nguyễn Thúy này, thêm 3 nón cho Thu Trình. Em có 3 nón mua tiếp ok, Hoa Bé có hàng rồi các chị. Ui, ưu tiên nón nha. Rồi bây giờ lên cái áo này đấu giá coi bao nhiêu nè. Em ước gì em biết cái giá tiền của nó. Cái này bả dày đó, cái cô biết bả dày. Để giống như mình, trời ơi, có cái lược luôn, có bộ lông luôn. Thấy mình thấy bích liễu nha. Có cái lược để trả bộ lông hả? Cái này chắc rồi, cái này nhỏ ký tầm khoảng 50 55 ký thôi. Trời ơi, các chị ơi. Cái áo này chắc có tiền triệu á. Rồi thôi, đấu giá bán nha. Đồng hồ ba cái lên số đều, đồng hồ chút sau cùng. Ba nón ok chị Thanh Vinh, đồng hồ bây giờ chưa nhìn, để chút em kiểm tra để em mới báo. Không tin luôn á. Nè có lược nè. Có đồ của nó nguyên sách kèm theo vậy này, hàng mới nha mấy chị. Cái này không biết bà nào đặt mà bị thất lạc hàng rồi. Nè. Rồi. Chốt giá. Khoảng 55 dưới 55 ký. Chốt giá 200 ngàn. 200 ngàn. 200 chị nào chốt cái này nha. Ui em nói thiệt, đến khi cần cái tiều cũng phải mua thôi. Em nói đến khi cần cái tiều cũng phải mua thôi. Mà nhìn hàng này là biết thằng xịn hay không là biết liền luôn rồi nè. Nhìn là biết thằng xịn hay không là biết liền rồi. 200 em chốt cho ai em? Chị nào có đơn nón ưu tiên. Em 200 cho Hiệp Nguyễn có đơn nón. Rồi 200 cho người Hiệp Nguyễn. Em xếp lại cho đẹp đi. Tí xếp lại dùm vô cho đẹp, bỏ vô đi. Nè. Xếp lại cho đẹp nha, rồi bỏ vào cho Hiệp Nguyễn. Rồi. Nè các chị, bây giờ á, thường á bên em bên vận chuyển giống như các chị thấy này, cái mã đơn này này. Chỉ cần nhìn mã đơn thôi. Mà nhưng giờ mà cái app bị lỗi hay gì cái là chịu mấy cái mã đơn này là không có tác dụng nữa luôn. Rồi hàng á, có thể là người ta đặt bom hàng đồ vậy nữa. Mà nhất mà những cái hàng mà từ về các chị cứ lên Shopee đặt đi. À, đặt hàng mà từ bên kho từ Trung Quốc hoặc là kho những nước khác á, mà về á, là mất đến 7 đến 10 ngày á. Cái đó không có hồi hàng được. Chịu hồi hàng nó xác định là bỏ đó. Không á, giống như nghĩa là người ta bom không có trả về được đâu. Ô, nó đẹp quá giá, thế. Cho nó dễ thương. Cho bé đi, lấy đi. Hả? Lấy bé đi có bao nhiêu tiền đó nè. Con này cho con đi chị ơi. Này cái lược này nó quảng cáo nó cũng bán được mấy trăm ngàn cái này, chải hơi bị đã luôn nha. Siêu thị bán là 100 mấy chục ngàn rồi, các chị chốt lược cho em 50 rồi 50 nha. Rồi 50
50.000 nha chị ơi. 50 cái đó cho Thủy lấy cho con luôn. Lấy thêm nón đi, dục nhẹ nhẹ thôi. Lấy thêm nón đi các chị, lượt 50. Chốt cho chị bít liễu nha. Ok, thấy bít liễu trước nè. Cái lượt này chảy ít rùng tóc, em đang xài luôn. Tóc tóc ít rùng và chảy, nó không bị vướng nè. Không bị vướng như những cái lượt kia. Cái lượt này á. Ờ đôi bông này vừa cũng thích nè. Mấy đó. Này các chị đó, hàng về này nó đặt trên mạng rồi nè. Rồi giống như của em vậy. Rồi đôi bông chị nào mua đi, 50.000. 50 bông, 50. Ủa có nón nè, thầy chưa có nón thì bỏ ra. Chị không có nón thì bỏ ra đi. Ủa mộng cầm 6 nón rồi nè. Rồi bích liễu không có nón thì chuyển qua lượt cho mộng cầm. Ai có nón ưu tiên nha. Thêm 3 nón cho chị Nguyễn Ngọc. Ok. Rồi bông 50. Ủa sao mà không chạy ta. Mộng cầm với dù im rồi nó chạy nhanh quá không đó. Ờ, giờ mộng cầm rồi, vậy thì Nguyễn Ngọc nè. À, Nguyễn Ngọc. Hết lượt. Hết lượt rồi, lượt cho chị nào em nhắc đi. Đôi bông cho ai nè. Đôi bông tay 50.000. Bông tay cho chị Phương. Rồi, bông tay cho chị Phương. Chị nào lấy là em lấy á, để lại em xài cũng được. Nè. Em im đi. Rồi, thôi em im luôn đi nha. Rồi, mấy chiếc xe nè. Bông tay này nhiêu? 50 em. Thanh Văn hình như có nón. Cái này bằng sắt là nó giá nó mắc lắm nha. Em đi mua đồ cho con em biết. Cái gì chứ cái này có kinh nghiệm lắm nè. Không biết, không biết, không rành. Nếu mà bằng nhựa là rẻ. Rồi bằng sắt. Bằng sắt giá rất cao nha. Cái chiếc xe nhỏ nhỏ đây là 100 mấy chục ngàn rồi nè. Xe cổ bằng sắt nha các chị ơi. Hơi bị đẹp luôn. Chút giá 150.000. Cái này là chắc chắn là phải trên 400. 350 đến 400 trở lên. Chắc chắn luôn. Tại vì bằng sắt nha, bằng sắt nó nặng lắm á, không phải bằng nhựa đâu. Cái này mà chơi là hơi bao bền luôn á, không sợ hư. Rồi, xe 150 ghi đúng mã chút. Xe 150 ghi đúng mã chút. Ừ, hôm nay đúng mã. Rồi, đúng mã xong. Rồi, cái này cái gì đây, đồ chơi gì đây. 150. Rồi, xe 150 cho chị nào chút nè. Cho cô tiếp trình. Rồi, xe 150 tiếp trình, trời đồ chơi dữ dằn cho ta. Rồi đồ chơi này chị nào lấy đại đi. 30.000 em thấy giữ quá em biết giá nữa. 30.000. Rồi 30.000 nha. Đứa nào về quỳ quá cho bắt cái ông. Thì để ông này ở trên trên tủ cái nó giật mình luôn. Rồi em 30.000 nha các chị ơi. 30.000. Ba chục ngàn chốt cho cô Hoa Thái nè em. Chị nè. Thủy nghe điện thoại dùng cái Thủy. Vú giả, vú giả. Rồi chưa tìm được, mới tìm vú giả còn vú giả nữa. Alo. Ai chị? Khoa đồ hả trời, bà la vô một cái không biết. Trời ơi, chị bấm đúng mã đi chị, ý là chị bấm đúng vú. Mã mới thấy chị bồ giám ti giám vú 50.000. Chị bấm lại đi 50.000 hả, mặt đẹp nè. Ừ, à, rồi ta cho bé Thư đi 50.000 này, giờ vừa giám ti vừa giám vú luôn nè, kéo vú lên nè. Cái bữa trước chị cũng tính đi mua đó. Ừ, mày mặc áo cúc ngực rồi vậy á, kéo lên. Trời ơi, sao mình đến khi cần rồi đi mua mới vui. Hàng hàng Việt Nam size của M, vừa size M là biết size bao nhiêu đây. Trời ơi, bốt mà nó để size M biết size gì trời. Cái này chắc 36 quá, thấy nhỏ nhỏ nè. Thủy ơi, tranh thị 36 uống coi. Đưa công chúa vô uống coi. Trời ơi, thiệt. Một đống tiền mà không biết bán chốt chốt này bán sao đây. 36 hả? Rồi đôi 35. Thì nào tranh đẹp đẹp nè. 35 lấy cho em 60.000. Rồi bốt 36 lấy 100.000. Em nói thiệt, cái bán rẻ lắm. Dán vú kìa thằng Kim Tiêu. Dán vú Thư nó chốt rồi. Ừ, nó dán vú rồi mấy chị ơi. 35 chốt 60.000. 36 chốt 100.000. Mấy robot này mà đi chơi mà mang hơi đẹp đó nha.
36 ok em in luôn đi, nếu em đọc em in luôn. Áo vừa mặc 220 xong không chị nói thôi dạ. Đôi 35 này có chị mua cho anh gái đi nè, hoặc là mình đi được nè, kinh nhỏ nhỏ 35 35 vừa đang chốt là giá là 60 ngàn. Thấy cô Hồng Cao 35 60 ngàn. Rồi bỏ qua nè, úp điện thoại chút chút sau đi chị ơi. Trời ơi bao báo chuột cho Mai Hoa. Giờ bao tay nữa hả? Bao tay hết. Ủa nhưng mà chị Mai Hoa nãy giờ chưa mua nón. Mai Hoa là mua thêm nón 50 đơn nha, 3 nón 100. Ưu tiên cho nha. Các chị chưa có nón phải nón nha, tại vì ủng hộ em cái nón đi, cái nón số lượng rất nhiều. $10,000 bao tay. Đóng bao tay này chốt giá 10,000. Đĩ chứ vậy? Chơi luôn. Bốn súng. Ê đi ra đây đứng. Trời ơi chị. Đẹp quá ha. Trên nhà đi nhất là giống như mấy con chó, chó mấy con chó mấy trên nhà đi nhất. Rồi bé. Ba, hoa bé bao tay 10,000. Trời ơi, không ghi được cái giá 10,000 nữa trời. Bán hay mà hay đi. Suy nghĩ nhanh. Có tiền. Ừ. Bán ra đi, suy nghĩ nhanh. Đi, rồi ra đi rồi. Rồi. Thôi bán ra đi là đi luôn là hiểu rồi đó. Thôi bán đi. Ờ thôi ít đi thôi để bán cho khách đi ha. Chị nó chị nào biết đi thì lấy. Đẹp quá, 36 đúng rồi. Đúng. Rồi 36 các chị ơi, hơi cao, đẹp ngon lành luôn, 150,000. Ôi mà. 150,000, một súng. Cái này cái gì đây? Đôi tỉ măng. Cái giữa gì nhà giữa là thị. Ủa cái này là cái gì đâu có đèn nữa trong nữa vậy bà con. Mấy chị cái này cái gì mà có đèn nữa trong nữa. Ai mua rồi biết. Từ đấu giá luôn đi. Em biết em tư vấn được rồi. Hồ nước mini á hả. À cũng có lý. Mà nhưng sao bỏ cá vô đường nào. Vậy hả, thả vô đường này chết. Hồ nước nuôi cá hả? À? 36 bốt nè, im lặng chốt 36 bốt cho Nguyễn Ngọc. Ok. Máy xong, chị Phương lấy máy xong. Trong này có đèn led nha, trong này có cái đèn led. Đèn ngủ hả? À? Mấy chị. Nón chị Hình đập đi. Ô chị Hình ơi, chị Hình mua cái này về cho ông xã có đi biển nay chị có ra sông ra biển là mà đi lấy cá về đồi đã lắm nha. Cái này chống tia chống nắng luôn á, hàng của nó 200,000. Hàng này là từ nước ngoài á, đang xài rất là nhiều. Bây giờ về mình á, mà em là em có một thùng số lượng cũng nhiều lắm, mà ba cái có 100 thôi. Nếu chị chốt anh nón lại đi. Cái này em không biết cái gì, chị nào từ chốt đi, ai lấy ghi dùm cho em. Em không biết giá luôn, bỏ giờ không biết thì ghi đài 30,000 đi. 30,000 nha. 30,000. Đừng mấy cái đồ này vô cho nó lộn. 30,000. Nón ai chưa lấy ghi luôn nha. Giờ hàng nó đẩy qua đây tiếp nè. Rồi lần ngoài đó là để cái hàng bán rồi. 30,000 các chị ơi. Nón ba cái 100. Rồi hộp 30 cho hoa bé, ok. Dữ quá hình. Còn này để làm gì? Ê kia logo này, logo bao nhiêu chi tiết quá trời luôn này, 742 chi tiết luôn. Cái này mình mua cho con mình cũng hơi bị khá tiền đó nha, bội tiền cũng mấy trăm ngàn đó. Logo mà 700+ chi tiết này là hơi bị nhiều đó. Rồi các chị chốt cho em logo, đóng logo này chốt giá 100,000. Logo này là trong này là có nhiều hình lắm. Mở ra này, mở ra cho coi coi cái này nè. Một trong này này, một món này, hai món, ba món, 100,000 logo 100, mà trong này là ngồi lắp nha. Logo ok cho chị, logo em chốt cho chị nào này. Ba cái nón thì chị lại chi nè. Ba nón lại chi, ok có hàng. Lấy nón đi mấy chị ơi, ủng hộ dùng cho em cái nón đi. Logo cho cô Hoa Tôn. Rồi logo Hoa Tôn nè em 100,000.
luôn đi nha, xé ra nha. Ôi hình nè, hình của mấy những Nhật á, cái này Nhật á. Luôn rồi các chị, hình tượng 50 ngàn, giống như siêu thị đồng giá 100 cái gì rồi 50 ngàn, hình 50 ngàn. Rồi em bán cái này em cũng đâu có rành đâu mà thiệt. À mấy cái này là chắc không có rành là nghĩa là cái giá chính xác thôi, chứ em biết giá nó cao nhiều. Các chị cứ yên tâm mà chốt nha, không phải đồ tào lao đâu, khỏi lo. Nhìn cái nó tường 50 chốt cho Tuyết Trinh. Nhìn cái nó này người ta bán được 200 mấy ngàn, giảm giá còn 100 mấy, em bán 3 cái 100 là các chị hiểu hàng rồi đó. Nón các chị lấy thêm cho em đi nha. Rồi không biết cái này cái gì nè. Ê cho mừng cái kéo đi mọi người ơi, cho thêm mừng cái kéo đi. Súng nữa hả? Cái gì vậy có mấy cái bao bên đó không chị, dùng của em đựng với. Bao này rách rồi, em lấy mấy bao mới đi. Bao nhựa đen cái gì? Không, đi lấy bao trắng bao mới. Ôi áo này đẹp quá ta. Ha ha. Rồi ai bấm nhanh trúng nè, áo mấy áo này là thằng đập nó đập cũng đẹp quá trời nè, chỗ này bán đồ đẹp nè. Vải nhìn vải là thấy đẹp rồi đó. Thôi cắt luôn nha, cắt bao luôn nha. Này vú trong hả? Cắt áo nam nè, áo nam size L nè. 60 kg đổ lại. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. 150 ngàn. 150 ngàn 60 kg đổ lại áo nam. Cô chốt nón, cô có bao nhiêu nón? Thêm 3 nón tư tình tổng cộng là 9 cái. Ok dù in rồi nè. Hàng chị từ từ gửi nha. Lấy nón và bao tay từ từ gửi đồ cho chị nghe. Giờ chị công việc không coi được nha. Ok chị. Được chơi nhiều lắm nha. Mỹ chị Hình. Rồi áo nam 150 chốt cho chị Liễu Nguyễn nè. Liễu Nguyễn này có đơn không Thư? Áo nam 60 kg rồi em in đi. Em nhìn ai có đơn mà nón á em ưu tiên cho chị. Để cùng đi đâu. Đọc nhanh đi chút cho. Cô chốt nón cô Hồng Cao. Rồi chốt nón cô Hồng Cao. Ủa cô Hồng Cao là hồi nãy giờ có nón rồi. Ủa mấy cái này là cái gì? Mấy miếng thôi. Cô Hồng Cao đặt mô ta mà không có mà. Áo nam cho chào My. Cái này giống như dạng thiết kế để nó đi. Rồi, à, nó dắt, chà My chưa dạ. Có nón không chốt được. Bỏ riêng đi cho giờ mấy này mấy bạn mua súng về mà mua súng về bắn nhau chết nữa. Giờ cái áo này mày chốt sao mấy chị đặt họ không có nón, có Nguyễn Ngọc mà có nón rồi nè. Rồi thì đưa cho chị nào có nón thì chốt á. Em nói rồi ưu tiên những cái hàng mà đẹp, em ưu tiên cho những người mà có nón. Đơn giản vậy thôi. À vì những chị ấy mua nón là số nhường nhiều. Cái này em khui nha, em biết cái gì khui ra mới biết tư vấn. Với bộ bài ạ, à? Rồi đi cà chua ạ. À? Thẻ bài, thẻ game này bánh kèo rồi trong thẻ game nè. Mà cái này coi, coi cái hàm đó, coi hàm sử dụng coi. Chứ không thôi, cái này của nước ngoài nữa. Nói gì mấy cái thứ này không biết nữa. Thôi khỏi đi mấy thứ đồ ăn, nắp con nữa có gì. Tồi chết. 50-30 ngàn lấy mang tiếng kìa. Rồi đôi giày 40, size 40, 120, 40, 120, 40, 120. Vậy hả? À? Trời ơi xin lỗi Trà My. Xin lỗi Vít Liễu nè. Cũng khó, đúng rồi, cũng khó cho mấy chị kìa. Thôi mấy chị chốt vài đi, xin lỗi nha. Hiểu rồi. Nói về hiểu rồi. Rồi, Tuyết Trinh. Ok, cô Tuyết Trinh. Nè, cô nói. Thôi vừa xin lỗi nha, nãy vừa ép mọi người làm nón về, mua nón về. Thu Lan Nguyễn ba nón. Tại các chị biết sao không? Những cái hàng mà rẻ như vậy á, phải kèm thêm vài cái nón cho em á. Cho em đi hàng cho dễ thì anh đang chưa điều tỷ lệ. Thiệt em sang tay cái này em kiếm 3 triệu, 2 triệu không bỏ túi là xong thôi. Nhưng em bán cho các chị ngồi em cũng kiếm cái chừng đó à. Mà em muốn là chia ra một người một ít để xài. Cậu non đang phụ mẹ làm việc mà. Đi ra đúng hôm nào đấy mẹ. Mấy chị Nguyễn Minh nha. Thêm ba nói cho cô lại ngô.
Trời ơi, có cái chân vịt đồ vậy luôn. Y thôi cái này. Mẹ nói sao? Nói sao đây mẹ cho? Con cảm ơn mẹ. Ôi chưa cho mà cảm ơn rồi hả? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Cái này để qua 1 tháng 6 rồi mẹ mới khui ra. Không có khui bây giờ, hiểu không? Ngoan đó, đến ngày đó mẹ mới khui. Rồi đây lên. Còn mà nói nữa là mẹ không cho nha. Không có phải muốn là được đâu nha. Suy nghĩ kỹ đi nha. Tiền mình nên đồng đó đó. Rồi nón là Nguyễn Hoa có, cô Hồng Cao có, cô Lầy Ngô có, cô Trần Minh Hoa. Dạ, có, thôi không có nhu cầu nón thì thôi có. Không cầu gì vậy? Ủa thì trên 40 là cái này không? Số 40 cho thầy. Rồi cái này để dành cho con trai nó ra nó xin xin nữa. Rồi hộp đường dài hả? Cái này hộp đường dài nè mấy chị ơi. Các bạn có một cái à 10.000 10.000 có đựng gì đó đựng 10.000 thôi mấy chị ơi, dù giờ nói chuyện này nãy dù rồi giờ xin lỗi giờ không có nón dù cũng chốt cho hai bấm trước thì có ok ha. Rồi cái đàn, trời ơi sao mà toàn đồ đẹp không vậy. Cái đàn hộp 10.000 này cho chị nào nè em. Hộp đựng dài chị nào to. Quên chị nào to luôn, nói gì kỳ vậy? Em đọc đi. Rồi, bé Thư coi cho nha. Ê ngon, hôm qua Phú lấy một cái đàn này đâu rồi? Tí tí, đưa cái đàn nó dùng nhiều, khỏi phải khui cái này ra. Hộp cho Ngọc Tiền Nguyễn, hộp này nhiêu? 10.000. Đưa đi, đưa đi, kể đi, thằng Phú nó phá vậy rồi. Trời ơi, mới chơi cái này. Mà hơi bị đẹp nha, hơi bị đẹp nha. Được, đưa vào tay con em nó không có cái gì mà nó bền mấy chị. Nó đập cho binh luôn cái đàm. Hôm qua mới khui cái. Rồi chị nào lấy cái đàm 100.000. Loại này nha. Loại này này 100.000 này các chị. Vành đồ lên, lên dây lên đồ đồ ngon lành lắm nha. Không phải mà loại mà đồ chơi đâu nha. Cái này là đàm luôn á. Đàm 100. Em coi đàm 100 nha nè. Cái này cứ kìa, nhìn lên dây lên đồ rồi ngon lành luôn nè. Cái này nóng đây nè, xài đi cho hết đi. Rồi, Thủy Thủy ơi, cái gì đây? Chị, cái đàn này đúng không? Không, đàn nó 100. Cái đàn cho Nguyễn Hoàng. Rồi, áo dày nè. Áo này tầm 62kg á, các chị ơi. Áo chốt đại đi, dù chẳng rành đâu. Trong cái lô này giờ vừa bán sale là cứ giá tầm tầm vậy thôi. 100.000. 100.000. Hàng đẹp nha. Hàng đẹp này các chị. Rồi áo 100. Áo 100. Bưng lên cái thùng nó đẩy vào đây luôn đi. Bưng lên thùng đẩy vô đi. Áo 100 cho chị nào này, ghi áo 100 ghi rõ ra các chị ơi. Áo 100 cho Phương Phạm ha. Phương Phạm. Rồi, đây là một cục hàng không biết của cái shop gì ở Bình Dương nè. Người nhận là Lê Trinh ở Bình Dương. Lý do sao đây không? Không có nhận hàng, thế thì không nhận hàng. Nguyễn Hồng Gia Lai. Em không biết shop kéo này mà, kéo xuống mà. Cuối cùng nó lại đi về để, tay em. Để em coi cái hàng này nó bán là hàng gì. Về sao bỏ? Không được, bỏ vô đây không em. Phương Phạm bán cái này chung giữ trời. Em Phương Phạm đó. Cái này chắc nó bán hàng si à. Chắc nó bán hàng cũ á. Nhưng đẹp nha. Nghĩa là hàng có thể là đã qua xử lý rồi á. Em thấy cũng đẹp nè. Rồi, ai lấy hai áo này đi. Ai lấy hai áo 100.000, không đủ tiền ship nữa. Hai áo 100.000. Về xử rồi. Cái này các chị phải về xử lý lại nha. Được thì lấy được thôi chứ em không ép nha. Tại vì em thấy nó dính lông lông này. Áo đang mặc 220.000 chị Phúc Thịnh ơi. Rồi, hai cái luôn. Đây. Lấy được tí đừng dùng rớt đồ cái rồi có một cái túi này
Kế đi, cuối. Ủa, chả cái nào chả bánh. Không. Rồi, túi. Giấy nè. Thiệt. Chắc các chị là trúng rồi, hôm nay các chị trúng rồi. Đẹp quá. Dầu xanh sale là đương nhiên các chị đến tay các chị thì giá phải rẻ thôi. 120.000. Cái túi này mà 120.000 thì thôi, quá đẹp nha, da là quá đẹp luôn. Rồi 120. Tăng đồng hồ chưa bán giờ đâu chị ơi. 120 cho cô Trần Minh Hòa. Rồi. Cái này cái gì đây? Bà dắt mấy cái đồ sắc sắc này không biết xài, không biết bán. Ô, bộ logo chi tiết này mới ngon ngon nè. Logo này logo thôi. Logo làm cái súng đó các chị. Chỗ của bà Thủy nè. Này chi tiết của nó nguyên cuốn sách luôn các chị. Nguyên cuốn sách. Tối 120 của cô Trần Minh Hòa rồi nha mọi người. Em mà đi mua mấy cái này cho con trai em không bao giờ mà giá rẻ được. Không bao giờ mà giá rẻ được, chị mua bộ logo á tầm mấy trăm. Rồi cái bộ này nó nhiều lắm luôn. Ôi ôi quá trời luôn, có kính. Nói chung nó làm cây súng thì nó phải đầy đủ luôn nè. Rồi các chị chốt cho em bộ logo này 150.000. Bộ logo 150.000. May mà ít ra mình còn biết được logo. Logo Trúc Thành. Logo Trúc em. Ủa cái này size 38 á Thủy ơi, 39 á Thủy ơi. 38 hả? 38. 38 100.000 đi. Bộ logo này chị bán bao nhiêu? Bao nhiêu size? Thì chốt luôn. Rồi có 37 100.000, có 37 này. Chị, logo này nhiêu? 150 em. Cái đôi 38 này bị lỗi rồi này Thủy. Lỗi hả? Lỗi góp này. Thôi mấy đôi kia có bị lỗi nha, cái 100.000 mấy con mang tiếng gửi đi. Rồi có 37 nha, dày có 1. Rồi 37 chốt trước này, đẹp cái trời luôn. Bị lỗi một chút xíu, xíu xíu thôi nhưng kệ đi. 38 là 7. Rồi 100.000 một đôi, hơi bị đẹp luôn á. Vô nhiều đi, đôi này hơi rộng. Dép 37 Nguyễn Minh, 37 Bích Liễu. Thôi khỏi thử, nhìn về được rồi, đôi này đang lấy. Vô 37 đây. Thử rồi, đó, đấy. Không, dễ thương quá thương. 36 vừa nè, con đôi 36. 37 giờ chốt 37 thôi đi, vô đang bị rộng nè. 37 cho chị Phương. 100.000 một đôi. 37, 38 rồi chị ơi. 37, 38, có 38 luôn phải không? 38 hồi nãy đưa đôi rồi. Không, 38 này bị lỗi rồi, bỏ riêng đi. 37 Nguyễn Thúy. Chốt 37 thôi. Có 36 luôn. Có 36 luôn mấy chị ơi. Có 36. 36 có 2 đôi. 36 có 2 đôi. 100.000 một đôi. 39 luôn má ơi. Có 39 một đôi. Rồi có 39 một đôi. Đôi nữa. 39 2 đôi luôn. Bớ cày măng. 39 2 đôi. 37 bao nhiêu đôi? Nguyễn Hoàng 37 nè. Cứ chốt 37 cho 36. 37 gái Nguyễn. Rồi cứ chốt đi. 36 Hoàng Kim Tiếp. Rồi 36 có. 36 Diệu Dữ. 38 có không? 38 không có, 39 có. 39 Diễm Châu Phan. Ok, 39 có. 36 còn. 39 còn. 37 mấy đôi rồi em? Để chị vào chụp ra 37 nhiều lắm nha. 39 có không? Có, 39 có. 39 cho cô Trần Minh Hòa. Ok, rồi còn 36. 36. 36 mấy đôi? 36 được, còn được 4 đôi. 36 cho Ngọc Lập. Rồi. 39 cho Ngọc Thúy. Hết 39 hiện tại chưa thấy, để Ngọc 39 bỏ riêng đi. Ngọc Thúy không có. Ngọc Thúy bỏ riêng đi chút lùi tùm ra thêm, bỏ thêm cái gì. Rồi. 37 bao nhiêu đôi về em? Để chị bảo. 37. Ngưng chốt đi ra phụ. Dọn gọn đi. Dọn gọn lại đi. Rồi. 1372. Rồi có cây giả rồi, nhiều lắm, còn nhiều quá mấy chị ơi. Tranh thủ chút mọi người ơi, tranh thủ chút nha. 6 đôi 37. Rồi 6 đôi 37 ok luôn. Đi ra đi phụ, nhanh lên mấy đứa, đứng đây. 1 2 đôi 36, 3 đôi 39. 2 đôi 36 có. Rồi. 36 xong rồi. 6 đôi 37 phải không? Đẹp á mấy chị ơi. Trời ơi, đôi này 100.000 mèo quá. Em nói rồi, mình mua là mình lời. Đi qua bên bé Thư này, đi qua bé Thư chỉ cho làm này. Xong thu ăn cái hàng mà nãy giờ ấy vô trong đi cho nó gọn. 37 dừng lại luôn, đi với ấy luôn.
rồi xong chưa, để vừa chuyển mẫu. 37 còn nhiều nha. 339 nè nãy. Rồi 39 bỏ xuống đây đi, đủ 39 cho chị gái gì đó nè. Rồi 39 dư. Tê chết mà giục vẻ hả? Đứa nào giục đồ vậy? Không có chị cái không. Không có luôn, không có giục đồ, cầm bỏ đang qua, đừng có giục. Giục mà hư đồ cái rồi bánh nít đồ quá. Đang đồ lạnh đem đi giục đồ kiểu đó. Rồi. Em mới bưng đàng hoàng bê nó qua bỏ, không có giục đồ, đồ lắm được giục. Rồi thôi ngưng đi, ngưng giáp, chị nào đập thì đập rồi, chị chuyển mẫu đi. Mấy cái này nó toàn đập từ trung không á mấy chị ơi. Rồi cây giả nè, cây giả dễ thương quá trời nè. Cây giả đẹp lắm. Rồi chị nào chốt cái cây giả này cho em đi, 50 ngàn, chị bỏ chân chơi cho vui. Trong phòng làm việc nè, bỏ cái bàn làm việc của mình á, hả? Để bên vậy cho nó cưng không? 36 còn không? Nhiều khi chụp sống ảo để vậy cũng được. 36 còn không vậy? Còn 36 còn nhiều. 36 ghi hình bằng 36 miếng. Đây này, một đống đây này, em in đi rồi ra mọi người tự tìm sai bỏ đống vào cho khách. Gái Nguyễn có 37 rồi nha. Đưa ra cho mấy đứa nó tự. Em kia sai sai một cục nó dễ. Cây giả 50 ngàn. Cây giả cho cô Tiếp Trinh. Ok, Tiếp Trinh. Rồi. Thì đưa hàng tiếp vô ấy gì, đưa cho mấy cái đó. Rồi, cái giả này em. Rồi, hai nhánh luôn. Hai nhánh đẹp quá trời luôn nè. Lấy luôn đi 50 ngàn đó chị. 50 ngàn, cái giả tiếp, xinh. Xinh 50 nha. Cái này không biết chân sao nữa nè. Tài thấy nó vậy nè, nó cong nè. Cây giả là không bao giờ rẻ. Em đi mua đồ em biết. Vô siêu thị rồi vậy, nhiều khi nó còn mắc hơn cái loại cây thiệt nữa. Rồi xanh 50. Xanh 50 có 2 cây nha. Nhánh nó cũng nhiều nè. Mở ra chắc đẹp nè. Bông xanh 50 cho Hiệp Nguyễn. Ok, nè em chị in rồi nha. Xanh 50 cho Hiệp Nguyễn. Rồi đưa tiếp. Rồi cái hộp đường vàng nè. Hộp này em phải khui ra mấy chị ơi, nhiều khi cái bao bì em sẽ thay lại bao khác nha. Mình đừng để cái bao bì nha. Mình khui ra mới biết được là nó có cái gì ở trong. Lỡ nhiều khi có vàng có bạc mình còn để lại kịp hết. Ờ cái hộp ôi em không có gì hết chứ. Không có gì hết luôn các chị ơi. Ê cái hộp đẹp quá ha. Hộp này mình đựng gì ta? Thích giấy à? Thích giấy à? Không có. Vàng á chị ơi. Rồi hộp các chị ơi, hộp gỗ hơi bị đẹp luôn. Chốt 70 ngàn. Hộp 70 ngàn. Hộp 70 các chị ơi, ghi đúng mã em chốt nha. Đừng có ghi không vậy em biết đâu. Hộp 70 lỡ các chị không đồng ý giá là sao? Em đâu in trước đâu. Hộp 70 ai ghi đúng mã em chốt. Đừng ghi trước hộp 70. Nguyễn Hoa. Ok, in Nguyễn Hoa. Nè em, chị in rồi đó. Này là cây lau kiếng xe hơi tự động hả? Cây lau kiếng xe hơi tự động hả? Đâu phải đâu, cái này không phải cây lau kiếng đâu. Cái này á là cái cây cây bỏ chống nắng ở cái xe hơi á. Cây chống nắng của xe hơi á các chị. Các chị kéo ra kéo lại này, ai đi xe hơi xài cây này đi. Mua đại đi 40 nhân 60 nha. 40 nhân 60 chị nào đi xe hơi xài cái này nè. Nó chống nắng á các chị. Nó chống nắng mình bỏ một bên á. Rồi, em không có rành giá, chốt cho em 50 ngàn. 50 ngàn. Bán này cực quá em ơi, bao cực luôn. Bán một năm bán lần thôi, không bán nhiều đâu, năm đi thầu lần thôi. Bán nhiều đâu có sức nổi đưa đâu. Rồi xe hơi cho chị Khoa, ok. Rồi em ghi 50 vào nhé. Rồi đôi giày này size 38. Rồi chốt luôn á chị ơi, 38, 120 ngàn. 38, 120 ngàn. 38, 120 ngàn. 38, 120 ngàn, đem giày dép rồi ra xếp lại cho bọn đi. 38 120 ngàn, trời ơi em dọn cái đống này xong em cũng đuối. Cái này bán sắt quá thì. Máy ép lên mạng mà một thời rồi. Đôi giày nha, giày 38, Phương Phan, ok. Trời ơi, cái này ép. Em chơi giày. Tay run. Muốn ép gì đó ép, còn mà nếu mà đem ra dùng đồng cù đánh lộn cũng được. Cái này mà đánh gái u đầu luôn 50 ngàn. Cái sách không đâu cũng đúng. Bán sách thôi cũng được rồi các chị ơi. Bán sách thôi cũng được. Rồi 50 ngàn ép. Cái này cái gì vậy mọi người? Ê Thủy lấy cái này ở đâu ra? Trong đó, trong cái đó. À có cái gấp luôn. Ép cho Nguyễn Minh. Rồi ép 50 ngàn này.
có gì hỗ trợ tiền ship nha phụ nha các chị yêu, không phải chỉ mua tiểu miễn phí ship chết em luôn á. Rồi cái nón cưng và tờ ơi, mua cho con gái này, con gái nha các chị, tài thấy đang để hình con gái, nón ba chục. Rồi cái nón này là nón trắng này, cái nón này là đeo là chỉ có để mắt với miệng thôi. Rồi cặp nón này ai lấy một cặp đi, lấy cặp 50 ngàn, một cặp 50 ngàn. Cái này lỡ mà mùa vào mùa lạnh đó các chị. Nón cho chị Trà My. Trà My lấy hai cái đi nha, hai cái chốt 50 cho nó dễ. Rồi cái chùm xe hả? Rồi một cái chùm xe. Ui cái đẹp quá vậy, nó không mua thì có bà ơi, chùm xe đâu, chùm xe không mua hả? Không mua đâu phải không? Cái chùm này trên hai cái chùm cái gì á, thấy kìa, có cái kéo dưới nó kìa. Mình chùm lên ngồi thử cái đó gì, đâu có cái lỗ đâu, cái này chùm cái xe này ngay hai cái chiếc xe nè, chùm xe. Cái mà nhìn nó đẹp ghê luôn á, nó để chùm xe mà. Rồi chùm xe mấy chị ơi, 20 ngàn đi, 20 ngàn thôi thì đẹp nha. Rồi chùm xe 20 ngàn, có mấy hút bụi luôn nè. Rồi 20 ngàn, đâu rồi nè, chùm xe đó, chùm mấy giặt đó, chùm xe mà, chùm xe 20 ngàn, ok chốt cho chị nào ghi. Ấp trứng gà, cái này ấp cái máy ấp trứng gà hả? Trời xong sao nó ra đến thêm cái loại gì mà dữ, có luôn hả? Hay có quả trứng nào trong không? Khui cái coi, lỡ bể trứng thôi. Trứng gà. Chùm xe cho thầy Trang. Trời ơi, cái máy này để vào trong cái chuồng gà. Ấp mấy chị ơi, cái này chắc là đi mua cũng tốn tiền lắm này. Rồi ai rành mấy cái vụ này nè, chốt đi. Em không có rành em không biết. Chốt đại cho em 50 ngàn. Máy ấp, ok, cho chị Kiều Hoàng kinh tiếp đi em. Rồi, hàng kinh tiếp máy ấp. Tinh tôn. In luôn cho. Đồng hồ. Có nhà buồn quá, ngồi coi đồng hồ đấy, coi khi nào hết cách ly. Đồng hồ 20 ngàn. Ở tôi giờ dựng in nhanh đi mẹ đứa rồi. Đây, đây em để em cho phòng em chơi vui chị. Ủa bán đồ lạc xong hả? Là sao? Đồ lạc xong á, là mấy đồ linh tinh á. À vậy hả? Nè, coi cái này là gì đó. Chùm xe. Nhà này bán người vui lắm. Tôi biết mà bán cái gì. Rồi có cây thọc lúa đít luôn nè. Cái gì mà cây thọc lúa đít bà này nói gì, từ ghê quá. Ê, ông uống tóc. Ê, cái này làm chi? Cái này làm chi? Làm môn. Ai biết làm môn? Cái này để mấy bà xông hơi hả? Yêu không biết luôn mấy chị ơi, chết. Đâu phải cái gì mình cũng giỏi, mình không biết đâu, tôi không biết, bỏ qua đi đã, từ từ bán cái khác đi. Mệt quá, mệt quá. Em mệt quá, mệt quá. Không biết đủ vốn, bán xong cái đống này có đủ vốn không đây nữa, chứ thấy tập lập thập lập đi. Hả, có chị canh được một cái sản phẩm giá, các chị biết lời hay lỗ luôn, còn đằng này không biết được, không biết số lượng luôn, khó lắm. Bán cái này là hơi bị mệt nữa. Rồi. Áo các chị ơi, áo đẹp nha, áo nam size M 60kg. Đây sao thấy tối tối vậy ta? Đã bật hết đèn trong nhà rồi đó chị. 60kg. Rồi. 120 ngàn. 120 ngàn. Đem cái thùng đó vô đây hết. Nhanh lên, rồi 120 ngàn. Chưa ở đây bỏ ấy mà đem vô vậy. Chưa phải không? Để đây em. Để đó nói gì trời. Thấy thế, 70kg. Quỳnh Lê 120 ngàn các bác. Trời ơi, cái áo này là em phải bán, em phải bán 200, quá đẹp. Ai không lấy em để xài luôn. Ê sao mà tự nhiên tôi thấy ánh sáng nó bị. Cái áo đẹp quá bà con ơi. 3X 70kg 200 ngàn. Không đẹp không lấy tiền mấy chị đâu. 200, rồi chốt 200 cho em nè. À, em nào nè, sao nhờ không? Lấy một chiếc cầu. 200 cho cô. 200 cho cô cũng ở đâu.
hai cho Nguyễn Minh. Có mấy cái hộp ở trong có gì nữa chị? Không có nó vậy không rồi. Trời ơi, không hết. Mẹ mẹ bán xong rồi mẹ sẽ nói chuyện với con đó nha. Đi vô đi, tự nhiên chỗ ta làm mà đi ra đây chị. Phải không đi ra. Không đi vô rồi. Rồi chị. Không, bây giờ đi vô phòng đi. Cho mẹ bán hàng đấy. Bộ đồ chơi này. Bộ đồ chơi các chị ơi. 50 ngàn. 50 ngàn. Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi nấu ăn của nữ nha, 50 ngàn thôi thì đẹp luôn nè. Của nữ nha. À, có rồi, rồi 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 xong rồi tới rồi. Có mẹ già như chú đi trên đây. Ê vô luôn mẹ Dũng. Rồi, cái vậy. Cái này là để cho các bác lớn tuổi này. 50 ngàn, cây 50 ngàn. Đồ chơi 50 ngàn chốt cho ai đọc cái thư nha. Hợp Nguyễn. Rồi cái cây 50 ngàn luôn đó chị ơi. Nè, cái gì cũng có hết, thi mệt không? Em bán em cùng mệt chứ mình hết. Rồi cái cây 50 ngàn. Cái túi. Ủa sao chụp lên nó ngược lại chứ vậy? Cái đâu cái nào mà chưa ai chốt đâu. Chị chưa bán đó bà ơi. Nãy giờ có mẹ gì mà ra mà có khách chốt hết á. Cái cây 50 này. Rồi cái túi cái cây 50 cho Nguyễn Ngọc, cây 50 cho Nguyễn Ngọc, cây 50 rồi đi. Hả, 50 ngàn chốt cho mấy thư. Rồi cái quạt, quạt ba tiêu không có ghi gì hết, từ về ghi vào cái quạt mấy cây nãy hôm qua có hai cây phải không. Rồi quạt 20 ngàn, quạt 20 đi, đưa đi, nhanh đi, quạt 20 nghe, quạt 20. Cái này có... Để tỷ nấu ăn đi, tỷ tỷ đi, tỷ hầm đồ ăn đi. Em biết cái ok giờ mày lấy cho Liễu Nguyễn cái hộp này, em không biết đựng gì các chị, mình nhờ giờ mình lấy đi, mình về mình đừng đồ đi du lịch chứ. Rồi hai cái hộp bán cho các chị 30 ngàn, hai cái túi 30 ngàn, hai cái túi đựng đồ 30 ngàn. Hộp viết hả? Cái này hộp viết hả? Phải không? Giờ bà nào nói hộp viết đây, ái cơm. Muốn đựng hộp viết cũng được. Đây cũng mà. Được, đây, cái này, cái này. Còn hả? Rồi. Ái cơm nè, hai hộp nhiêu? 50 ngàn. Viết. Hoa giả, tiếp tục. Ui, cái này phải lắp lại nè, lắp lại. Con đừng. Rồi, hoa giả. Có một cành thôi, bán 30 đi. 30. Hoa giả 30 ngàn. Em không mới làm ra rách hết rồi tìm lại bao khác ấy mệt lắm. Hai giả 30 ngàn nè, hai giả 30 nè, hai giả 30 cho hoa sữa. Rồi cái cây này, cái cây này, lấy cái cây này đi các chị, 50 ngàn, cây 50 ngàn. Ôi không phải, hoa giả cho hoa sữa bấm, không phải hoa giả cho Trần Ngọc tục làm bánh hả? Cái này một ủa vô đậm đi em. Rồi hai giả 50. Cây 50 cho ai nè em? Em cây 50. Một cây. Ba giả 30 cho cô Trần Ngọc. Nè 50 cho Kim Phụ. Một cái máy làm bánh nha các chị ơi. Một cái máy làm bánh. Rồi máy làm bánh bán đại. Không biết giá. Ủa máy làm bánh bà Hiếu lấy hả? Thì lấy rồi, cái máy làm bánh đẹp lắm. Rồi 200. Nè, đây nè. Rồi 200. Máy làm bánh. Máy làm bánh. Mấy cái này bán để mà bù lại mấy cái mà 1.000 2.000 chứ. Rồi. Máy làm bánh nhiêu tiền? 200. Rồi cái chồng cổ các chị ơi. 20.000. Máy làm bánh 200 cho Kim Phụ. Máy này 200 của một người. Đúng rồi đấy. Mấy cái đồ mà lặt vặt. Trong cổ 20. Trong cổ chưa hoàn kim tiếp. Rồi một cái áo nam. Size của M. Ui đẹp lắm các chị. Ui em ơi.
em để cho thằng em trai em. Đẹp quá. Ủa Thủy lấy cái này mặc hả? Đâu có đâu, nãy chưa. Rồi, đen 100, áo khoác 155kg, 100 ngàn. 100 ngàn. Này là cái gì đây, áo mưa hả? Mở ra mới biết. Con đi lưu đi tới mà đổ đồ là mày la đó. Mẹ con có trời nha. Cái này giống như mấy nước tuổi. Rồi chị nào ghi dùng cho em áo 100. Nè nhìn cái thư, đọc cái tin nhắn coi em. Cùng người tấm tác gì vậy? Giống như là làm cái bông nền á. Phong nền, vải, chụp hình. Cái này sốt nè. Sốt nào xài làm phong nền nè. Phan máy làm bánh là cô Trần Minh Hòa bấm sao nha cô. Thủy, lấy đi. Áo 100 cho Thanh Thanh Thanh. Lấy để mình lỡ mình làm phong nền mình quay đi video. Quay đi, quay. Rồi, sửa lại, giữ lại. Tự nhiên cái ly cũng bán hả? Đừng bán lỡ gỡ bể mất công á. Thôi cái ly có một cái bán mất công kỳ lắm. Rồi, con chó nhỏ nhỏ này, size S nè, 10 ngàn, cái áo con chó size S. Rồi, hôm qua chồng em cầm lên mà kêu cái này còn xỉ với chị. Này, cái này à, cho con chó nó mềm nè. Nó mềm để nó chơi. Đẹp vậy? Tôi đi Đà Lạt rồi con. Ủa chị ơi, áo sáng là 80kg vậy? Sáng nào 80kg đâu, làm gì có. Có chị Nguyễn Trần ơi. 10 ngàn nè em. 10 ngàn cho Mã Ngọc Trang. Ôi đôi bao tay đẹp quá Thủy nè, đôi bao tay của Thủy nè. Rồi chốt đi 10 ngàn. Bao tay trắng 10 ngàn. Cái khăn này làm chi? Ai biết là về đóng làm người ta làm. Mà may chi xấu vậy, đừng mua nữa, đừng đi. Bao tay trắng 10 ngàn. Mấy đứa này bao tay trắng 10 ngàn, phố đi vô chỗ kiếm mấy cây này không gì. À khẩu trang không phải con đi theo. Bao tay cho Kim Phượng. Mũ trùm mùa đông, mũ trùm mùa đông nay mùa hè bán. Rồi mua để sẵn với các chị 30. Mũ trùm 30 ngàn. 30 ngàn này. Cái đó là mũ trùm mà đâu phải khẩu trang đúng không? Đúng rồi, mũ trùm khẩu trang dạng như. Rồi cái này để làm chi? Kiếm phụng luôn 30. Rồi trăng đi 10 ngàn. 10 ngàn. Này là làm gì đây? Một trăm chiếc mũ trùm 10 ngàn hoa. 10 ngàn hoa, giờ 10 ngàn cũng bán kẻ. 100 cái mũ trùm trên đầu luôn các chị ơi. Chị nào mua làm tóc này. Rồi 100 cái này bán bao nhiêu? 20 ngàn. Kỷ niệm gì không? 20 ngàn. Trang trí kìa. Trang trí hoa đó em. Trang trí gì có 10 ngàn vậy? Bán đại đi em, chị cho nhanh nhanh vô gọn cho rồi. Ủa lắm hồn. Trang trí 10 ngàn cho Nguyễn Minh. Rồi đi, có con cáo gì? 20 ngàn. 20 ngàn đó chị ơi. 100 chiếc mũ 20 ngàn. Mẹ Mặt nạ Halloween. Mặt nạ mấy chị ơi, trời mặt... bây giờ mấy chứ có tới Halloween đập đần lắm rồi. Mặt nạ Halloween này, chị nào 10 ngàn. Tôi nhìn cái này tôi sợ quá. Thì yếu bóng quý ra cho tôi nhìn cái mặt nạ này tôi sợ quá. Mặt nạ 10 ngàn đó mấy. Chị ơi. Chị vô lấy em. Cái túi tìm về. Trời ơi dễ thương quá cái túi. Ơi trang cổ 20 ngàn. Mặt nạ cho ái phương kìa em. 10 ngàn kìa em. Thư đang coi đây nè. Rồi in rồi cho. Cái mặt nạ của Hoa Thái lắm trước rồi đọc ấy. Cái mặt nạ nó vui. Trang cổ 20 ngàn.
Còn cái này sao? À để mẹ bán, cảm ơn. Cái này cái nón. Cái nón để làm gì? Nón đội tóc giả hả? Trang cổ ra, em nghe nói nón đội tóc giả. Rồi cái nón 10 ngàn. Nón đội tóc giả. Trang cổ cho mã Hồng Trang. Đưa đây, đưa đây mẹ bán. Bông. Rồi, một bàn qua rồi, gom vệ sinh, gom rác đây đi chứ cho gọi. Ôi chú mà ơi, rồi em ở tù cho chết, thấy cái gì trời ơi, trời. Mong lên, lên. Ê, đóng cửa đi. Chị lên này, chị làm gì? Lên kìa. Có đồ móc á, đứa trên kia có một bộ đồ móc á. Lên, lên. Đứng dưới đây mẹ. Mẹ đâu? Rồi lên, ai đang lên, lấy hai cái này 10 ngàn đi. Thôi. Chị nào chuyển khoảng 1 triệu rưỡi. Trời ơi, con mẹ bán xong rồi mẹ Phú nói chuyện với con đó nha. Chị Tâm chuyển khoản tiền mua quần áo. Rồi lên 10 ngàn. Để mẹ bán hàng nha. Ai đang lên kìa. Rồi, mẹ cảm ơn. Bán là cứ ra quậy lỗng chịu đâu mà. Rồi, cái lô bánh tóc 10 ngàn. Lô bánh tóc 10 ngàn. Dọn dọn cột lại đến qua bút đi bà con. Từ bên đó chuyển ngược lại bên này dùng đi. Mình nhìn cái nào không vừa ý, mình dọn luôn. Đừng nữa. Thôi đọc tên luôn, đem vô cũng được đâu. Ý là vừa đang ở mấy cái này bỏ qua đó rồi lấy cái thùng nó đang vô đây để vừa bán luôn. Dây này, dây này 10 ngàn. Lô 10 ngàn. Ê, rồi Thư, dây này cho ai, lô cho ai nè. Ê, bằng thiệt hay bằng giả vậy? Quần tay cầu hôn tình yêu của anh. Các chị giờ qua bán bằng giả luôn, chết. Kiểu này hơi bị mệt luôn. Hai cái này 10 ngàn đó hả chị? Một thứ 10 ngàn. Lô là cái gì? Là cái lô là quấn tóc đó. Sao gọi là cái lô vậy? Cái nào gọi là cái lô đi chứ, gọi cái lô là gọi cái lô thôi. Tự nhiên sao gọi cái lô? Cái lô 10 ngàn cho cô chồng. Cái lô bán giờ, giờ nhân viên em hỏi sao hỏi cái lô. Mẹ nói. Con bước đi vô chồng. Bước vô chồng liền. Cô chồng bán hòa là có cái đồ quán tóc 10 ngàn. Người ta sẽ quán tóc đi. Con vô trong xong đi rồi chút mẹ cho con. Dính hai chiếc không biết qua, không biết bằng thiệt hay bằng giả nữa, bà nào trúng mới về mua chiếc bằng giả. À bằng lụn. Bằng thiệt. Ủa còn cái nịt này không ai lấy hết chị? Nịt 10 ngàn web thì hỏi khách đi, có thích lấy thì lấy. Bằng thiệt đó rồi, chốt luôn hai chiếc nhịn 20 ngàn. Cũng biết. Không phải, có cái chỉ nhìn cái bài này nè. Hai chiếc nhịn 20 ngàn. Em nhẫn 20 ngàn kìa. Ngon ngon nhẫn trong Phú vào cái phòng cái dùm dùm ấy. Nhẫn 20 cho chà mi. Ủa 2 chiếc 20 hả? Cái thảm này chắc không biết để ngồi ấy, để chụp hình hay gì làm gì đó cũng được. Rồi thảm. Thảm 20 ngàn. Thảm 20 ngàn. Thảm 20 ngàn. Thảm 20 ngàn. Rồi, em á không rành. Thì cả nhà biết con trong này không? Giờ khui ra mới biết là có cái gì. Cái khăn. Khăn làm gì đây? Thảm 20 ngàn. Thảm cho Trương Thanh Tiền. Rồi thảm cho Trương Thanh Tiền. Cái khăn này cái gì làm gì đây bà con? Khăn không biết. Các chị về làm cái gì đó làm 10 ngàn. Khăn 10 ngàn. Khăn 10 ngàn. Rồi bán mấy cái này là mấy cái nhỏ em đâu có. À cái đầu robot rút bụi. Cái đó không là mua trăm mấy 200 ngàn đó. Nhìn có chút xíu cái miếng này coi. Cái miếng robot rút bụi á, chị nào xài đi biết. Mua, đi mua tốn tiền thấy mồ luôn. Nhà em một con robot mà nó bị hư cái đi mua cái chi tiết cho bích liễu. Đi mua cái chi tiết thôi á là thấy tốn tiền rồi. Mắt kính này giống như chống tia đồ gì luôn nè. Rồi ông rền, rồi mắt kính chị nào lấy đi, 30 ngàn. Mắt kính 30. Mắt kính 30, rồi quên sổ cũng mua nữa hả?
Thôi mắt kiếm 30 đi, mình phải không lùi mình tụi mình chút. Mắt kiếm 30. Nón, chị nào chốt chưa? Kiếm cho cô Mã một vàng. Này này, đưa mấy cái cục to to dồn dồn lại chưa? Rồi, cái cháy này nó còn ghê nữa. Bây giờ lôi lại đồ to. Các chị thử đoán cái này là cái gì? Cà lét. Mẹ đang làm việc nha. Rồi, buông câu. Thì mấy bà bầu giống như cái thời gian đầu mà không có đi lại ta lét xa, người ta dùng cái này không lắm. Bây giờ tiền lời lắm. Rồi đi xong rồi giống như bô á, dẫn đi. Thay vì mình ngồi bô thì mình ngồi cái này nhìn nó lịch sự hơn. Đó. Mẹ cái đó thấy người đó mẹ. Rồi, chốt cho Diều. Cái này 150.000. Bô 150.000. Rồi đưa hàng tiếp luôn bà con. Đưa cái trời cái thùng mới vô. Cái này là gì? 150 cho cô Trần Minh Hòa. Rồi, cô Trần Minh Hòa 150. Nè, có mà không? Rồi. Đồ chơi cho con đồ chơi bóng rổ. À, đồ chơi bóng rổ. Cô nói đồ chơi bóng rổ. Rồi, các chị ơi, 50.000. Rồi chơi bóng rổ. Mẹ, nếu mẹ mua thì con đập cho mẹ xem. À, nhưng giờ mẹ đang bán. Thôi ngoan đi, con mua phòng. Mua cái phim coi đi nha, rồi mẹ cho con phim đi. Con coi phim có sợ mờ mắt. Con coi phim có sợ mờ mắt hả? Bây giờ con làm được gì? Đi ngủ, đúng rồi. Chưa có đi ngủ. Con mới chép bài đi chị, cho bà chép đi. Bóng rổ này cho ai này? Cho tao con. Hả? Cũng không chịu coi vậy đi, cho chép bài đi chị. Trời ơi. Để con lượt coi. Ê, bể bây giờ lượt coi. Thôi mẹ. Hỏi cái gì? Bán nhiêu đi. Bông hoa hồng 100. Hoa hồng 100. Rồi. Dễ cái này để làm gì vậy? Không biết nữa. Mở ra nghiên cứu coi đi. Đâu phải cái gì chị cũng biết đâu em. Đâu phải mình... Là cái này bán chưa? Chị bán mà chị không biết cái gì nữa. Chỉ là chị không biết cái gì nên chị chưa bán. Hoa hồng 100 này. Hoa hồng thi tiên 100 này. Đẹp quá trời luôn. Rồi đôi giày. Hoa hồng 100 cho Hiệp Nguyễn. Giày size 36. Mở ra dùng vừa tay về đâu á. Rồi đôi búa bóp. Đôi bóp size 39. Nói nữa là gần ra bú luôn. À, 100.000 đi. Tôi bắt đại đi chứ rồi mấy chị ơi. Em giờ em bán sao để cho đủ vốn cái đã. Rồi chút mà cần mà đủ vốn xong rồi em khui hết đi. Còn phần cuối cùng là em nói em tặng hết luôn. Em lời em nói rồi, chỉ cần một đủ nhân viên đồ một chút xíu thôi. Em bán em không có lời đâu, lời mà gọi là dữ dằn đâu mấy chị. Nếu mà tham mấy cái này em tích riêng ra em bán đôi. Em chụp hình em bán đôi 200 em vẫn bán được. Em rồi size 36 này. Rồi 100.000 đôi bốt. Hàng Jimmy nè, hàng đẹp nha mấy chị ơi. 100.000 cho Mã Ngọc Trang. Size 36 nè. Rồi size 36 100.000. Size 36 100.000. Size 36 100. Rồi 36 có mấy đôi này, 3 đôi nè. Bà nào ngừa đặt người mà đi đặt lần ba đôi size 36 rồi đi qua hết không trời mà khi giống nhau dữ vậy. Rồi size 36 100.000 đó chị nha. Đây. Đây 36 100 chị không biết. Đây 36 4 đôi. Rồi cái nào 39? 39 hết rồi. 39 hết rồi. 36 100 cho Hiếu Nghĩa. Bông lâu nhà luôn này. Thay nè. 36 em in đi em. 36 hết luôn hả? Hả? 36 cho đôi. Cô Thanh Ngọc Trần. Mình có rồi chứ không có mình đến. Chạy ghế chứ bộ. 3 cái 50.000. 3 cái 50.000 về thay chùa nhà đi các chị. 50.000. 36 in chưa hết. Còn 1 đôi chưa có chị đâu ạ. 36 còn 1 đôi nha. 2 đôi.
ba sáu dù còn một đôi rồi 50 ngàn bông lông nhà, bông lông nhà đi lấy cái gì quên bên này khăn lông nhà 50 hả? Cái đó đâu phải khăn đâu mọi người, đúng rồi dàn cũng gọi khăn cũng đúng, khăn lông nhà, bông lông nhà, khăn lông nhà và một ok hoa bé nè, khăn 50 nè, quấn ba cái đó lại chị. Trời ơi đôi này làm xình luôn mấy chị ơi. Size 35, về trên này đi 35. 100 ngàn Lazada thẻ Việt Ru 100 ngàn các chị ơi. Cái đôi này đẹp lắm nè, 100 ngàn các chị nhá. 35 thôi, chân nhỏ. Chân nhỏ, này các chị coi nè. Thôi bị tuyệt vời luôn. 35 cho qua bé. Ok. Cái này đóng thùng gửi đi luôn á, một thùng vậy. Rồi 70 ngàn còn bộ này. Ờ bộ anh. Bộ anh. Ghế. Ghế mà trùng ghế, trùng ghế salon á các chị. 70 ngàn. Màu nâu nha, màu nâu. 70 ngàn. 70 ngàn. 70 cho bả Ngọc Trang. Nè chị. Ủa bao tay mà đẹp quá vậy? Bao tay mà đẹp kia chứ. Ôi, phải xin đôi này 50 ngàn đi. Được, 50 ngàn cũng rẻ. 50 ngàn này cũng rẻ, cái bộ đôi này mà nếu mua mất mũi. Rồi, 50 ngàn. Chùm 70 cho ai chị ạ? 70 gọi chị. Rồi, 50 ngàn nha, bao tay. Đẹp chưa? Đôi bao tay đẹp quá trời luôn nè. Ý đôi dép này đẹp nè. Size 43. Bao tay 50 cho cô Mãi Ngọc Trang. Chị đẹp ghê luôn á. 42, 43 này các chị. Trời ơi đẹp quá trời luôn á. Rồi 80 ngàn. 80 ngàn. Nó êm gì đâu luôn á. 80 ngàn. Dép bánh mì. Không mà dép xịn nha. Em không cần đôi dép kìa. Rồi cái này gì đây? Ủa phá quá. Đèn làm gì? Cái đèn mùa đông á, nặng quá, mở lên cho sưởi, máy sưởi hả? Ủa cái này là cái gì mấy chị? Em không biết. Ghế hết rồi cô Hoa Thái ơi. Cái này là gì đây? Ủa đôi dép đó tôi bán sao vậy chị? Đôi nào dép 35 này, đôi 100 ngàn. Dép 100 ngàn thôi không? 80. Rồi bán ghế vậy. Kìa đi, cho đủ vốn trước cái đã. 80 cho Trang Thị Ngọc Thủy. Ai mà càng coi sau lai like, càng sướng, càng khui, càng đẹp. Cái đèn này đèn làm gì mấy chị? Đèn bắt mũi hả? Rồi chị nào mua đi, 80 ngàn em không biết. 80 ngàn. À phải đó là đồ 80 biết con hả? Con trùng đó mẹ ơi. Đèn bắt mũi 80. Đó đồ đèn nóng con trùng á. Đây con. Bấm cho bé cái mã 80 đó mấy chị ơi. 80 cho khoa đó. Cái che nắng cho xe đẩy em bé so xinh. Che nắng. Che nắng. Cái này là che nắng cho xe đẩy á. Ở phía trên á. Rồi 50 ngàn. 50 ngàn đó chị ơi. Cái che nắng không bung ra nha. Tại vì bung ra nó bừ ra rồi. Nó lại tốn thêm cái bao nữa. Cái che nắng cho xe đẩy. Chị nào có nhu cầu có em bé. Cái che nắng mà cái chi vọng ở trước á. Vòng vậy nè. Che nắng 50 ngàn cho em bé. Rồi hoa trang trí. Trời ơi đèn sưởi mùa đông. Về hả? Tôi không biết. Giờ em nói là em không có rèn. Mấy chị về mấy chị coi nha. Rồi tự mua nha. Chỗ mẹ đang bán mà. Đồ mẹ bán mà. Hoa trang trí. Hoa trang trí 10k. Thú kỳ quá. Hoa trang trí 10k. Về nắng cho cô Yến Lê. Hoa trang trí 10k. Trời ơi đi đào như ba lô. Ba lô đẹp quá vậy hả? Rồi ba lô này, ba lô này em không thấy đâu. Ba lô hơi bị đẹp luôn á chị ơi. Hả? Thì... Ờ nó nói đó, nói không bao giờ nghe. Nãy giờ mày nói, nãy giờ như trời ơi. Kìa, khoa đồ ông xã cái máy này cái đóng tôi bấm không được. Giờ chị khoa đồ ông xã. Hồi nãy gọi anh hỏi kêu bấm không được. Ngán người á. Rồi ai bấm lại đi. Chị bấm lại cho khách đi. Bỏ đi. Bỏ. Xả máy nào ạ? Người ta bấm một vàng luôn. Rồi ba lô. Ba lô 100 ngàn. Cái máy này chị mới được. Ba lô gì ghẻ vậy? Có 100 ngàn vậy chị? Bánh đại ai bấm cho chị.
Nó lô 100 ngàn. Để cho cô Đặng tính đi. Đây. Năm chục ngàn. Đen 50. Đen. Đen 50. Đen 50, ba lô 100 cho em. 30 ngàn cho cô Trịnh Dung. Ba lô cho chị Văn Trịnh. Này bao cây. Hộp đựng dây con cái 10 ngàn. Hộp đựng dây con cái 10 ngàn. Hộp đựng dây con một cái 10 ngàn. Rồi, nè, ơi, nè, mua cái đồng rồi mua con dài luôn đi má. U, cái quạt đẹp dữ, quạt 30 ngàn. Long Vũ, quạt 30 ngàn. Đen 50 rồi kìa em. Rồi, ba tháng 10 ngàn cho cái hộp đường dày. Quạt cho 30 ngàn cho chị nào đây? Quạt cho Ái Phương. Quạt cho Ái Phương. Qua thấy à? Cái bao tay đủ rồi đúng không chị? Ái Phương à. Đây là mũi này. Cái này này là dữ ta. Cái này da dữ ta. Mà nó thích cái tay chị hơn cái bao tay chiên. Để dành lại nấu ăn tay cá. Để làm cá, để dành lại nấu ăn làm cá đi. Này điều khiển gì á? Từ xa. Vừa máy điều khiển từ xa mà không có máy bay thì sao điều khiển? Ủa mấy cái này đi mua mắc tiền lắm này. Cái điều khiển từ xa này. Con á, lanh quá. Rồi giày dép cho em bé. Cái đôi nhỏ chút xíu à. Em bé sơ sinh. Sơ sinh 10 ngàn. Sơ sinh 10 ngàn. Sơ sinh 10 ngàn. Đồ xấu quá. Thôi xấu quá đừng bắt. Thì lắm. Thiệt em á, thiệt em á. Ăn đâu 5 ngàn, 10 ngàn, bao đồ vô nè. Rồi rẻ quá. Mấy chị đã sợ rồi mà gặp mình còn gửi hàng tàu lao nữa. Chắc bỏ mình luôn á. 10 ngàn cho đôi giày em bé. Dép em bé cho Lệ Chi 10 ngàn. Không mất tôi không thấy cái bụng. Rồi rồi, Aladdin giờ cây đèn thần. Ê, cái này lắp lại đi. Đó, dễ thương quá nhở. À, cái đèn thần nè. Cái đèn thần. Cái này đẹp quá. Rồi, 20 ngàn các chị ơi, về để trên cái bàn á. Rồi lâu lâu ngồi ướt vút 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 chơi vậy đó. Cái đèn 10 ngàn, à 20 ngàn. Xí ngầu. Rồi, xí ngầu. Nó thấy nhà em cái gì cũng có. Rồi, xí ngầu các chị, giờ dịch rồi ngồi ở nhà ngồi. Nguyên bịt về lấy 10 ngàn. Nguyên bịt về 10 ngàn. Vui quá, bán cái này. Nguyên bịt về 10 ngàn. Đây nó xong rồi hết rồi đó. Rồi lấy đi. Ủa cái bên này bán chưa? Chưa chị. Con gấu bán rồi mà. Ủa đèn 20 vậy? Hả? Cái đèn á. Rồi 10 ngàn. Cái đèn 20 cho Mã Ngọc Trang. Không thì đừng bỏ lung tung tiếp chứ để cho trang trí thôi. Đừng bỏ lên bình thường. Không đi. Là vì cái gì mà bỏ lên bình thường á. Là cái tay người làm đó là nó có giống như cái người đó mà làm ra cái sản phẩm này nè. Tâm địa, tâm tính người ta nè. Rồi vậy mọi thứ luôn á. Để đưa vào cái năng lượng. 10 ngàn xí ngầu. Cho Bích Liễu. Không thì chỉ lấy chơi. Bỏ trên cái bàn á, bỏ trong phòng. Bỏ bàn chơi vậy, không sao đâu. Size 245 là size 239. Rồi 39 các chị ơi. Bốt 39, 120. Bốt 39, 120. Đốt 39, 120. Mẹ ơi. Tôi đang bán hàng mà cứ kêu mẹ ơi, con tôi thiệt tình. Một... Ê, cái này cô lai hết hôm nay đi mọi người ơi. 39 luôn. Da. Ủa cái này, tỷ tỷ. Đi sao? Không biết đi sao luôn mấy chị ơi. Mấy em cho kinh nghiệm cái giày này coi.
đôi dép 50 ngàn, size 39 em biết đi sao, em bán vậy đó. Chị đó, chị về nghiên cứu cái cách đi. Đây, bằng da đẹp nha, nói chung là chất là đẹp. À, hộp không mày cũng mua. Ê, mấy đứa đừng bỏ bút đi, giục cái nắp đi, bỏ bút. À, đừng đồ ăn à. Ê, mệt quá mấy chị ơi, mất rồi cái này dán lên lên tường xong rồi, có mấy cái này rất xuống vậy để mất đồ á, các chị mất đồ 10 ngàn, cái mất 10 ngàn, 50 ngàn chốt cho Trần Minh Hòa, chị im rồi đó nha. Đôi giày 120 mấy chị không lấy hả? 120 không lấy hả? Rồi mất 10 ngàn, mất 10 ngàn, mất 10 ngàn cho cô Tiết Trinh. Rồi đôi vớ, cái này á vớ gom lại với nhau đi chị. Rồi đông bắt đầu mới bán là giống như nhiều cái mới bán một. Rồi 3 cái 50 lâu nha. Mấy cái này cô ra lên đồ chị bỏ riêng đi. Việc bây giờ các chị mỹ phẩm luôn này mà thôi đừng bán mỹ phẩm, cứ để riêng đi. 30 thơm này. Ê rồi tao thúc. Thu ra đông chuyện này. 50 ngàn 3 cái. Mai Ngọc 50. 38. Trời ơi bốt đẹp quá, 120. Tuyệt vời luôn. Bốt 120 các chị nha. Bốt 120. Các chị ơi. Để ba đi chơi vậy á, chị cứ xài là hơi bị đã luôn nè, vừa có mấy đôi á. 120 cho mã Ngọc Trang. Cái này là gì? Dây đeo tay. Nè, dây đeo tay đó các chị. 10 ngàn. Bán chơi vậy thôi chứ có rình đâu. Chơi như vậy á, cái này nè. Đưa cho con với. 10 ngàn. Đưa cho con. Cái này là hình vòng tay, hàng chính hãng, sư tử nhỏ chùm sau, mẫu giới hàng nam nữ. Cái này là mẫu giới hàng đó, các chị ghê chưa? Rồi cái lược khắc đẹp quá trời luôn này, lược gỗ nè, lược gỗ 10 ngàn, lược gỗ 10 ngàn, dây tay cho Bích Liễu 10 ngàn, lược gỗ 10 ngàn, dây tay đó mà biết không, mua biết bao nhiêu tiền mà Liễu không biết có bán gì không? Thì đúng rồi, lược gỗ 10 ngàn, có khắc đẹp á. Rồi đôi lục khác vô đây mọi người ơi. 230 size 230, trời ơi đẹp quá, đế cao nè. Cái này bà Quế này bữa trước hỏi nhiều nhường đôi giày đưa đây. Ủa nó may được 10 ngàn cho hoa bé. Cái này nó may đẹp lắm các chị nha. 120 nha. Size 230. Size 230. 230. Size 230. 120. Ủa nó phải nhìn vô like nè, chào mấy cô đi. Ờ chào mấy cô. 3 lô các chị ơi. Ba lô nhỏ 70 ngàn. 120 cho mã Ngọc Trang. Ba lô nhỏ 70 ngàn. Thôi đi hộp khác cho cô mọi người ơi. Ba lô nhỏ 70 ngàn. Bốt cho ai chưa? Bốt 120 phải không? À. Cho mã Ngọc Trang. Rồi ba lô 70 ngàn đưa đi bốt chưa? Còn lại còn đôi nữa. Đưa cái gì mẹ? Đưa đứa gì? À thôi khơi. Vô rồi đây vô phòng chơi tặng vô cho Phú lấy không để mẹ bán này. Dạ có lấy cái tàu. Rồi đi vào phòng chơi đi rồi chút mình lắp ra. Rồi ok cho hai món bé đó. Ê cái bà Lê Trịnh này em nhập dữ
Nãy giờ thấy bom khách bom Lê Tình là Facebook của ai cũng biết nè, mà nhưng bom thì bom mấy lần rồi, mấy đơn rồi nè. Nãy giờ mở ra là thấy bà này bom đến mấy đơn rồi nè. Này là cái gì đây? Bể mất tiêu rồi. Nè, bể rồi. Bể rồi, bả bom nè. Bà này giờ mua đồ cái bom để người ta. Cô đi vào trong đi. Mẹ nói nữa mà ngoại nó nghe một tiếng gì hết á. Không, cô đi vào phòng đi nha. Cô này vui, mày buồn. Mẹ vui nhưng con muốn con còn đó. Không. Dạ. Mấy cái lên tin để đó đi rồi chút mình làm like là size 40. Quần Vinh Nam size 40. 100 ngàn. Quần Vinh Nam size 40 100 ngàn. Quần Vinh Nam size 40 100 ngàn. Thôi trẻ trên mài vừa đang thiếu ra đây. Bao tay. Mấy bao tay này ít tôi gom lại để rồi lai lần cho dễ. Trời ơi sao đợt này bao tay quá trời luôn nè. À. Ôi em để nó bán xài thứ hai xài sao hết. Cái quần cho Bích cho Thu Nguyễn hả? À. Cái quần gì vậy? Quần trăm cho Thu Nguyễn. Rồi cái túi để coi đi. Cái túi chắc chị ơi, túi 20. Cái chỗ mà túi 20. Túi 20 nè. Con biết đẹp này. Nó cũng không có tay. Bao tay đâu? Không bao tay không có, bao tay à, để em gom để em mới like lần. Tại vì nó lắc nhắc thôi, chút em bán rẻ được rẻ luôn cho mấy chị xài. Bán lắc nhắc không bán. Rồi cái bóp 20 có ai lấy không? Chị Huệ Võ. Rồi bóp học nè. Viết nè. Tối 20 chị Huệ Võ. Chị nào lấy đi các chị yêu 10 ngàn. 10 ngàn. 10 ngàn. Rẻ rẻ cũng 7-80 ngàn cái. 10 ngàn. Nè 10 ngàn. Có được. Rồi. Úp lưng đẹp lắm. Một chút bán, chút rồi bán úp lưng luôn. Cái này á là mình để treo giống như nhà mà có tiệc đồ vậy đó các chị. Các chị cắt sẵn rồi á. Ghi dùng cho em đỏ 10 ngàn. 10 ngàn nha. 10 ngàn. Rồi 10 ngàn cho hoa bé. Rồi 10 ngàn tiếp ghi đỏ nha. Giống như mấy cái chữ hỉ như vậy á. Rồi cái túi ai đó. Túi đeo một đeo chéo 20 ngàn. Rồi em 20. Rồi đỏ 10 ngàn kia. Đỏ 10 ngàn cho Kim Phượng. Rồi 20 ngàn. Túi 20 ngàn. Thiệt bán bây giờ có chục 20 ngàn vui luôn. Túi 20 cô Quang Nguyễn. Nón 3 cái 100 ngàn. Nón chống nắng dành cho nam giới, nữ giới cũng xài được luôn. Hàng này là hàng sách nha các chị yêu. Trời ơi mấy này nhiều quá rồi, tôi biết cầm làm sao đặng cái này để là làm túi lên á. Rồi miếng thảm nhà. Miếng thảm nhà. Ôi đẹp có ta, mềm dữ ta. Miếng thảm nhà 20 ngàn. Khỏi bung ra nha. Miếng thảm 20 ngàn. Túi ai đi đáp kìa. Túi. Ủa nãy giờ chốt gọi là chị. Rồi thảm nhà 20 ngàn. Nón 3 cái 200. À quên, 3 cái 200 còn chị Nguyễn Hoa ơi. 3 cái thảm nhà cho Hiệp Nguyễn xong thì giùm em cái giá tiền với chị. Rồi để em khui cái này ra em á. Cái này là gì hả? Cái giường khui á hả? Đúng rồi. Ê cái này giữ lại. À Thủy đi. Cái này hình như để mấy hộp. Ô nè. Cái đó là đồ thủ sẵn trong xe. Để tôi
chị nào lấy thêm kia luôn nha. Không, cái này là giống cái tủ mà người ta chùm đây nè, có cái hình cái áo gì đúng không? Bọc lại đúng không? Đúng rồi. Đó là ba cái 100 chị Thảo cao nha. Lấy gì kẹt có điện thoại giùm em. Rồi, chấm bụi cho áo quần 10 ngàn. Chấm bụi cho áo quần 10 ngàn. Chấm bụi cho áo quần 10 ngàn, bỏ vào dùng bà con. Bỏ vào dùng bà con. Trời ơi, cho 10 ngàn cho qua bé. Giờ cái này mới là cái gì nè. Nè nó chị đó, để là dành làm túi rồi đó chị. Nguyên combo lên. Dành làm túi rồi gì đây nè. Để khui ra đi. Khui ra cái đi rồi. Ai mà biết lấy đây luôn là biết rồi chị ơi, khỏi khui. Thám 20 ngàn. Nãy nữa hả? À. Còn ai không? Nãy ai chốt cho mình. Quá trời luôn á. Thôi bỏ đi, bấm lại đọc lại cái mã đi. Thám 20 ngàn, thám lông. Mẹ ơi, nó còn trời kia ơi, đã dữ. Nó còn kia được. Mẹ bán nó đó, mày cú à. Mẹ ơi, con chưa lấy xe cần cậu trường. Thiết kế hở phía trước xe đẩy. Thám cho hoa bé. Cái này bông hàng ghê thiệt. Chống mưa cho xe đẩy em bé 10 ngàn. Chống mưa cho xe đẩy em bé 10 ngàn. Chống mưa cho xe đẩy em bé 10 ngàn. Đã chống nắng rồi chống mưa. Nó có nhiều mắt. Chỉ biết sao không? Trên này nó có ghi chi tiết nè. Có mấy cái không có ghi, nó đi toàn là tiếng Hoa. Lót, thảm giặt, đồ lót, máy giặt, sấy phủ, bao trùm nhiệt. Nó 100 mà chị Thảo Cao không có thông tin số điện thoại gì hết trơn, em không có chốt được nha. Len trắng giá nhiều. Len trắng nào? À, cái thảm này, cái này là để ủi đồ. Chị Thảo bé ơi, chút bên em đồ lót, chụp hình, chốt đơn rồi có gì mình chuyển khoản sau nha chị. Em, cái mà 10 ngàn này cho ai nè? Có mấy màu lắm luôn. Ôi. Không có số điện thoại sao chốt được chị Thảo Cao. Kèm khách mới là phải kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Mọi người phù bỏ đồ ra cho tôi coi. Bỏ cái nào đâu? Nãy giờ em mới chưa xong đây nè, còn cái nào không có nó mở ra tôi chứ. Cái túi vỏ đeo gì đây nè? Biết đeo gì đây? Có cái tờ giấy ngoài bao không? Không, không có gì đây. Cái này làm gì mấy chị? Trời ơi mệt ghê, tôi đi bán cái gì tôi rảnh lắm, dễ bán cực. Lấy cái nón, à, cái này bỏ sau xe đạp á. Bỏ sau xe đạp á. Cho mấy anh mà hay rồi thì đừng đồ đua xe rồi mày đừng đồ này. Rồi lấy cho em cái túi này nè. Túi sau xe đạp cái chị ơi. 100 ngàn. Chị Thảo Cao bác mới ơi, em có địa chỉ giùm em không nha. Rồi giày, hàng Quảng Châu luôn. Giày đó chị ơi. Hoa gì vậy? Chị có bán hoa gì nãy giờ? Hoa giả đó, có chuyện bị đăng bỏ ra mà nó rớt tùm lum rồi kìa. Đâu? Đưa đi. Hoa này cho Lê Trang Nguyễn nào. Rồi túi cho Mã Ngọc Trang này, 100 ngàn này. Giày 240, 100 ngàn. Mấy này gắn lại được hết đó thôi. Giày 240 100 ngàn. Dưới đó cái chị Thu. Giày 240 100 ngàn nha. Nè. Rồi. 240 100 ngàn. Cái này là hàng bị bom đạn đồ vậy á, rồi nó dồn trong kho rồi thàn thất lạc á. Nó mới thanh lý lần á. Rồi, giày nè. Mẹ không biết cái gì luôn. Chị Lê Trang Nguyễn có hoa đó. Em bất ra địa chỉ cho mẹ nha. Hoa này vô bán nhiêu vậy? Chị ơi. Hả? Hoa bán nhiêu vậy? Cho ngon đi ngon. Áo này áo giữ nhiệt nè. Để là đi đi từ quê lên. Cái nào? Hoa bánh bánh chơi 20 ngàn đi.
Đèn gì đây? Bóp chân cho hoa bé. Đâu đâu? Chị, chị. Thấy luôn, thấy chữ gì luôn. Bơm hút điện, bơm hút. Cái này là cái hút bơm hút nước nè, bơm điện để hút trong ấy đi ra, hút trong thùng ra này. Đây này giống như nó truyền nước từ chỗ này ra chỗ khác á. Giống như mình lấy nước ra xong rồi đổ lấy ra. Rồi cây. Cây hút nước này đó chị ơi, giống như thay vì mình cầm mình đổ nguyên cái giống như hút xăng đi, hút xăng hay hút gì mà ở trong cho mà không có lấy ra được khó là các chị dùng cái này nè. Rồi, một cây về cho chị chốt 20 ngàn đi. Cây hút nước nè, 20 ngàn. Cây hút nước 20 ngàn. Đồng hồ đưa cái đồng hồ. Rồi hoa giả tiếp luôn. 20 ngàn luôn. Hoa giả tiếp tục 20 ngàn luôn, bán đại thôi. Cây 20 ngàn này cho Hoàng Kim Tiết nè. Rồi đọc đi em. Kim Phượng cây nè. Bích cái gì vậy? Bích Liễu. Rồi ba chị đó. Kim Phượng rồi hết nha. Lâu. Ba chị. Ba chị rồi đó. Hoàng Kim Tiết, Bích rồi. Liễu. Rồi hoa giả 20 ngàn. Mẹ có dùng cái này không? Hoa giả cho Trà My luôn. 20 ngàn. 20 phép. Rồi đôi giày cho bé 10 ngàn. Chưa có con. Đôi giày cho bé 10 ngàn. Giống như nó ngồi giữ bỏ đồ gì á. Cái này nãy con kêu cũng bơm một cái á. Để Dây bé 10 ngàn, hoa giả tiếp nha, hoa giả 10 ngàn, hoa giả 20. Hoa giả 20 ngàn. Đồng hồ chưa, đồng hồ chưa, đồng hồ chơi sau cùng. Xanh bom này nó mua làm gì đây? Nhiều cái mình nhìn nó không giá trị. Tại vì mình chưa có nhu cầu à. Cái chùm giống như chùm vẫy á. Đây nè. Cái cho chị nào mà mua giống như kiểu như là có một cái đầm màu ôm ở trong người rồi xong rồi trùng cái váy này ở ngoài này 10 ngàn. Rồi cái trùng 10 ngàn. Cái cây này 20, cái cây này chị bán 20 tiếp đó hả? Đúng rồi. Lấy về mấy kia nữa đi không? Đủ ra đi. Hoa bé lấy đôi dạy em bé 10 ngàn nè. Hoa giả cho chị Su 20 ngàn nè. Mặt nà. Mặt nà khí một nửa khuôn mặt nà. Phòng độc chống bụi hiệu quả. Mặt nà chống. Cái này à, cái này chắc bỏ phía ở trong khẩu trang hả? Cái gì đây? Sao mà tùm lum thế này, đưa qua tôi đi. Nó kêu mặt nà. Cây nhà chờ lưng. Cái cây trà lưng mệt chứ bà trà lưng quá. Rồi trà lưng các chị ơi, cây trà lưng chốt cho em 30. Cây trà lưng 30 ngàn. Cái mặt nạ chống độc rồi các chị ơi, mặt nạ chống độc này bán lẻ cho các chị, mỗi người được bịt luôn, ai muốn xài xài. Có bánh lẻ có bán tính rồi hút lên đấy chứ, đóng này 20 ngàn. Rồi giá tiền của nó có chị 278 ngàn, chốt 20 ngàn. Trà lưng 30. Rồi mặt nạ chống đầu, cái này là nó trà lưng cho Thu Nguyễn 30. Tổng giá tiền của nó là 270 mấy ngàn, giống như khẩu trang mà các chị cho thêm cái khẩu trang ở ngoài á. Bây giờ nó ra thêm loại này nè, nữa này thì đó, cái mặt nạ nghĩa là mình sẽ đeo cái khẩu trang để giữ lại nó phía trong á. Có được mùng nào mà cái mặt mà giữ vậy em nè. Mặt nạ chống bụi hiệu quả này cao cấp này, bộ lọc luôn, có bộ lọc 20 ngàn, nó là 270 mấy ngàn đó. Rồi đồng hồ dán tường hả? Đồng hồ dán tường này các chị ơi, cái này bữa trước vừa cũng tính mua rồi nè. 20 cho hiền luôn. Đồng hồ dán tường này rồi về từ dán nha.
nguyên bộ đồng hồ về, các chị nhớ dán những cái chi tiết lên trên tường, thay vì á mình sẽ lắp cái đồng hồ luôn thì nó sẽ dán chi tiết giống như đây. Về có cái bảng hướng dẫn ở trong, thường mấy cái này thì cũng cũng giá tầm trăm mấy 200 đồ đổ lại, không có cao đâu. Rồi các chị chốt cho em 20 ngàn đồng hồ dán tường, 20 ngàn. Rồi giờ đến đồ chơi vô vô này, vô vô không nó thích vô vô lắm. Ủa mấy bay điều khiển trực thăng điều khiển từ xa này, cái này thằng nhóc em chơi ngoài đây nè, được hai cái luôn đó ta. Rồi trực thăng điều khiển đó chị ơi, không con quá nhiều rồi, con quá nhiều đồ rồi. Trực thăng điều khiển đó chị ơi, mà cái này các chị lấy cho em 80 ngàn đi, 80 ngàn trực thăng điều khiển. Cái này con em muốn chơi rồi nè, để con lấy chơi. Rồi làm bánh nè, cái làm bánh đồ hình đồ vậy nè các chị ơi. Cho chơi đất sét này, máy bay 80 cho ai nè, máy bay 80 nè. Rồi nguyên nóng đồ chơi làm bánh này chốt cho bé 10 ngàn. Em để rồi đóng đồ chơi 10 ngàn, đưa lại cái vô vô này. Phú chơi không? Có. Rồi cắt lên. Đang chơi cho nó. Cái quần em bé dễ thương này phải đẹp nè. Có một cái hả? Trời, quần này chắc bé này dưới 10, bé này dưới 10 ký này, lấy đại đi các chị, 10 ngàn. Quần đẹp lắm, phải đẹp. Khuôn bánh là cái gì? Hả? Khuôn bánh. Đó. Khuôn bánh cho chị Lê Trang Nguyễn. Rồi cái quần 10 ngàn cho em bé nhỏ. Vải đẹp nha. Em nói này, nãy mới khui ra cái này xuống mắt em bỏ luôn nè. Em nói thiệt em mới ham đâu. Nó chỉ khỏi lo, em khui ra cái nào đẹp em bán thôi. Giữ lại mấy đồ. Ê dạ, mấy cái túi dễ thương nè. Túi này đi du lịch đừng đồ tùm lum nè. Thôi để dịu đi. À mấy chị biết không, mỗi lần đi du lịch cho bảo kem đánh răng của mình nè, mình mỹ phẩm đồ của mình á, em hay có mấy cái túi bỏ riêng về thuốc men rồi vậy á. Thấy cái này nè, rồi thảm yoga 120 ngàn màu hồng, thảm yoga màu hồng 100 ngàn, à 120 ngàn thảm. Rồi quả trứng nha, là ngón nữa ý là nó mở ra mặt vui mặt buồn, nó lộn lại là mặt vui mặt buồn nó. Quá trứng này cắm điềm nha, giống như đang ngủ vậy á các chị ơi. Ủa, giống như đang ngủ vậy đó. Mà không được. Ủa nãy giờ không thấy chị Phương luôn á. Ai? Chị Phương Phạm á. Mẹ hả? Rồi đang ngủ nha mấy chị ơi. Liễu Nguyễn lấy cái thảm yoga. 120. Đang ngủ có tầm thêm cái gì đây nhiều lắm nè. Rồi đang ngủ các chị lấy dùm nha em. Cái này ngủ dễ thương lắm, 80 ngàn. Đang ngủ 80 ngàn. Này, bỏ qua. Cái này là gì? Trời ơi, đồ chơi. Rồi, bác sĩ nè. Nữ bác sĩ nè. Dễ thương quá. Rồi, các chị. Dễ thương quá trời luôn. Chốt cho em 80 cho một cặp. 70 ngàn. 70 cũng rẻ ha. 70 ngàn. Nguyên bộ đồ chơi 70 ngàn. Bộ đồ chơi 70 ngàn. Bác sĩ cái lược, lược xài hơi bị đã luôn á. 70 ngàn. Lược 70 ngàn. Bác sĩ cho hồ sáu. Hồ sáu đó rồi chốt đi. Cái lược 70 ngàn. Lược 70 luôn. Đi. Cho nó lên đây xong cái đó này. Rồi tự nhiên có ao lên, lên mất luôn mấy chị ơi. Ê, chỗ xuống quá vậy. Trời ơi, chết thôi. Các chị lỡ mà có con mà đi du lịch đâu nè. Cứ nha, rồi lấy 100 ngàn đi. Lên, 100 ngàn. 100 ngàn. Lên 100 ngàn. Cái lờ 70. Rồi, giấy dán tường quần. Quần này là chồng em mua là 300 mấy ngàn nè. Nếu mà đúng, không có hề rẻ đâu. Bộ lên 100 ngàn này. Rồi
giấy dán tường cái màu vàng đó chị nha. Các chị chốt cho em giấy dán tường này về thì dán đâu dán nè. Chốt cho em 50 ngàn. Ở đây cô giết quá. Không phải cái này mà tàu vũ trụ cái gì tàu ngầm nó thì mà có chứ. Bộ lên dành cho ảnh làm hàng. Thì đồ chơi á. Trời ơi Diệu. Này nó mang vô không Diệu. Nó mang vô sai đi. Cái tàu ngầm à. Ba à. Nó mà thấy nhỏ quá Diệu. Hay là nữ. Chắc nữ á. Nữ không. Ui mà đẹp quá. Đẹp quá nè. 43 năm nữa chứ các chị. Dán tường 50 ngàn. 43 size 43 chắc cái này trên nữ rồi các chị ơi. Nữ nha. Chốt cho em size 43 mà em nghĩ 41 đi vẫn được. À 120 ngàn. Rồi 120 ngàn. Khui 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 cái này ra dùm chị đi. Áo len nè. Con không dọn đồ chơi lại cho con. Dọn lại. Trời ơi cái len đó 10 tuổi mặc vừa không bé sơ. Cái len có chút xíu bà nhìn sao thấy nó ra 10 tuổi bà. Quá bé sơ xinh á. Giấy dán tường chưa xong hết rồi đó. Rồi. Trời ơi vậy để cái bộ đó lại cho người ta đi. Trời ơi. Vậy lấy lại đi bộ đó đi. Để cho cô Yến Ly đi. Rồi cái áo len. Cái này phải 7 chục ký mặc cũng vừa. Áo len 100 ngàn. Để xuống bách. Áo khoác 60 kg. Mẹ ơi, nhìn nè mẹ ơi. Áo khoác 60 kg 100 ngàn luôn. Len 100 này. Áo len 70 kg đó 100. Áo khoác 60 kg này 100 luôn. Áo len 100 cho Hà Đạo. Đúng rồi, ngồi lót cũng được. Len 100. Ăn bánh mì đi chị, nãy giờ đó luôn. Chơi đâu. Cái này cho con bé đi. Cái này 500 luôn hả? Con bé cũng có phần 500. Ủa nãy con ai lấy đôi dép không vậy? 100 cho Liễu Nguyễn. Nè cái này là bánh mì giả. Không phải đâu anh. Đôi dép trầm này á. Mở thêm một cái máy nữa đi. Hai đứa ngồi coi cho nhanh đi. Đứa này chốt xong rồi tiếp đứa khác. Bên tụi baby. Lấy thêm một cái máy nữa. Chuyển bi ra. Dép 120 cho một cái trời luôn bánh giày. Dài dép rồi 120 này đôi đó cho ai vậy? 120 cho Lê Phạm Thị. Súng hả? Trời ơi. Em sợ nó thấy. Em sợ nó thấy lắm. Giờ kệ nó giờ. 100 ngàn lấy đi các chị. Thế chị hãy bo nha. Đồ chơi cho Bích Liễu. Rồi 100 ngàn. Mấy cái này toàn mấy trăm ngàn không á. Cái này đâu phải chiếc xe đâu. Qua đây ngồi đi. Để cho nó ngồi nó lắp ráp mùa này chứ làm gì tỉ. Bộ này hôm qua điều tra trên mạng với ngon là 300 mấy đến 500 ngàn bộ đó. Cái bộ đó sẽ tăng đó. Muốn mấy chị ơi, em muốn lấy lại cho con em thiệt luôn chứ bán nó rải bèo vậy. Cái 150 ngàn. Quá rẻ. Nè, có điều khiển luôn nha, 150 ngàn. Lên mạng sờ thi đảm bảo giá rẻ bất ngờ. Cái trùm trùm nắng, trùm nắng cho đi xe đẩy á nè. Mấy cái xe đẩy á, người ta về lắp các tài xe đẩy. Rồi trùm nắng xe đẩy. Cái trùm nắng cho xe đẩy 10 ngàn. 10 ngàn. Bỏ cột lại cho con nó bưng ra cầm gì đấy. Cho lấy con tàu với móc sắt phơi đồ 10 ngàn. Móc sắt phơi đồ 10 ngàn. Để tối về rồi ba chế cho con mà bỏ ra lung tung là mẹ là tịch thu lại hết đó. Chết bà Diệu luôn. Rồi 10 ngàn móc sắt.
Tùm xe đẩy 10 ngàn. Đem vô phòng chơi đi, không có chút này thì tôi mới đem bán lại đó. 230, size 230 100 ngàn. Size 230 100 ngàn, móc 100 kìa em. Rồi. Size 230. 230 100 ngàn. Có 10 ngàn cho Yến Nguyên Nguyễn. Cái đó là gì vậy? À. Đấy cho bậy, cái móc 10 ngàn cho ai? Cho Hoàng Kim Tiết mà đọc lộn Yến Nguyên Nguyễn. Trời ơi, giận dữ. Trời ơi, con này mua biết nhiêu tiền nhỉ? Cái đôi này mua cả tiền triệu á. Ủa vậy, cái này chị đọc mãi gì vậy? Trùng, trùng 10 ngàn, trùng xe nhá, cho Yến lên. Xe 39 hay gì? Rồi, xin luôn. Size 39 quách luôn cho em. Cái đồ chơi 150 hết rồi chị Phương ơi. Cái này nữ nam. Nữ. Nữ chị. Nữ hả? Rồi nữ 120. Nữ 120. 230. Cái size 230 100 ngàn. Đây đây. Đây đây. Từ từ. Size 39 120 ngàn. Em thấy mọi người hết nha. Cái này giống nam cũng được á Thủy. Cái này nam cũng được, nữ cũng được. Kìa chị Phương dặn rồi kìa. Em không giờ món có món mà mấy trăm người coi đâu có nghĩ là để chút còn khui ra nhiều lắm không có chừng này. Còn 5 thùng chưa khui mà mấy chị. 39 cho anh Ngọc. Rồi size 230 100 ngàn. Size 230 100 ngàn. Size 230 100 ngàn. 230 100 ngàn. Rồi dây trắng bóp trắng. Size 39. 39 100 ngàn. Bà đại đi cho nhanh cho rồi. Ui. Mấy đôi này đến thì cần đi mua ra cấp kìa. Rồi size 230 100 ngàn. Rồi bỏ này cho gọn nha. Trắng 100 ngàn. Em bắt đại đi các chị ơi, trắng 100 ngàn. Đưa hàng khác tiếp đi con à, con chung. Rồi nón kèm khẩu trang. Nón. Trắng 100 cho mã Ngọc Trang. Trắng 100. Còn 36 mọi người, 39 hết nha. Rồi nón. Nón 30 cho Thủy Bò. Nón 50 ngàn. Nói 50 ngàn. Còn đồ chơi bé không? Đem đồ chơi. Rồi đồ, ui, đồ bé quá trời luôn mấy chị ơi. Còn bạn nào ra kể cho em cái tiệc dụng. Bắt lẽ mà nhiều thì nhiều người mua lên bụng quyền. Ai ra em biết thôi nha. Giờ cái khu thùng này nè, đồ bé nhiều nè. Cái đó 50 cho mã Ngọc Trang. Từ từ các chị ơi. Rồi bê tích. Bi tít nè, nhỏ nè, tay đôi băng. Nè giá 130 ngàn nè. Size bao nhiêu? Size 31. Chốt cho em. Giá 50 ngàn. Bi tít đôi 50 ngàn. Size 31. Rồi. Hộp đừng nữ trang phù kiền nhỏ nhỏ. Mấy cái hộp, cái tủ đừng phù kiền nhỏ nhỏ. Chốt sale. Rồi các chị ơi, 50 ngàn. 50 ngàn hộp. Mấy đứa ơi, đồ bơi vô nè mấy đứa ơi. Rồi đồ bơi nè, bắt đầu vừa có đồ bơi em bé nè. Đẩy thông đơ cho nó chậm. Dép xay. Dép xay 31 50 ngàn là cái nào? Xong hết rồi phải không? Rồi hộp. Hộp các chị ơi, hộp đừng. Rồi 50 ngàn hộp. Trời ơi, cái này lớn chứ mất trong cái má. Không biết sao mà vậy. Ủa cái này một bồ hả? À? Một bồ sao Thủy? Đi. Đi, em mở ra cho cái hộp năm chục cho chị nè. Thêm cái quần, mặc cái quần này sao? Mẹ này chắc mất hay người lớn chứ không mất sao? Người lớn là sao mặc vừa? Vậy sao cái này nó tự nhiên vô vô đây bộ nè. Đây là một bồ nè. Hai quần này sao? Cái gì giống nhau. Hai loại này giữa nam và nữ luôn. Cái đó khác đó. Nhiều khi người ta đặt mà của cho mẹ và con mặc cặp á. Rồi cái áo ngực này đẹp quá. Đồ ngủ ai quên lột đồ bơi. Bồ này các chị nào lấy luôn đi. Bơi này các chị ơi 100 ngàn. Bơi 100 ngàn kèm áo dây vào và đầm ngủ luôn 100 ngàn.
vui lắm. Đồ bơi á. Rồi đồ bơi. Mẹ đến rồi. Má Ngọc Trang đồ bơi. Bơi có cái thùng nào. Rồi đồ bơi. Đúng rồi. Có đồ chơi không? Còn đồ bơi nữa không? Còn đồ bơi một bộ 100. Má 1 má 2 đi chị ơi. Má 2 100. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Không có chơi đi có tắm đi. Đóng cái má đi chị ơi. Má 2 100. Má 1 là xong rồi, má 2 100. Đúng rồi, cái này người lớn của mình nha. Má 3. Trời ơi, rẻ dữ ta. Cái này má buồn. 2 bấm giùm em cái mấy chị ơi. Không mấy buồn, mắc tiền không đó nha. Má 3 cho anh Nam Nguyễn. Rồi, má 3 đây nha. Má 3 cái này nè. Má 3 có mấy bộ đó. Má 3 có mấy bộ đó em. Vừa mới mua xong rồi thôi. Rồi để cái bán đi, bán lấy tiền luôn, chưa đủ giá. Má 2 cho anh Minh Hòa, trời ơi. Ai quăng vậy? Ê đồ đừng quăng nha, để một cái là chị la đó này. Cái mã 1 còn hàng nha em. Mã 1 nếu mà ai có chốt thì mã 1 còn nha. Mã 3 còn luôn. Mã 1 cho Trần Trang kìa. Rồi. Mã 1 cho Trần Trang. Rồi, mã 1 còn nha. 100 ngàn bèo quá. Má 1 cho anh Na luôn. Nó mua rồi. Nhảy qua luôn, hai cái đó qua luôn. Ok, chàng Trang có. Rồi, má 5. Má 5. Má 5. Vũ dội luôn. Size L. Size L, má 5. Size L. Má 5 sai lột. Không các chị ơi. Rất đẹp luôn đó. Má 3 cho Mộng Cầm. Má 1 cho Qua Bé. Má 1 nè. Rồi má 5 cho anh Nao nè em. Má 5 coi còn không. Má 5 nè. Má 5 đâu. Phú đóng cửa lại, đóng cửa. Rồi má 5 này. Rồi bơi lừa với anh để mà đóng cái chiều đi. Rồi chiều tính sao thì nó chuyển sau. Rồi đưa cái đồ phụ kiện. Má 5 cho Nguyễn luôn. Không bán đồ bơi nữa, đem đồ phụ kiện xuống vô bác. Xì líp nhỏ này. Combo. Combo xì líp nhỏ này chắc của bé sao á. Vải đẹp lắm. Rồi nguyên bộ vậy. Các chị lấy ra dù đi. 30 ngàn. 30 ngàn. Đúng rồi. Nè Bluetooth đó. Không có lại đồ bơi. Xì 30 ngàn cho ai nè. Gói cho bà bầu. Gói ôm chữ U cho bà bầu. Khỏi mở. Mở ra nó bung chết chút ép lại không được. Gói ôm cho bà bầu. Gói chữ U. Rồi các chị chốt cho em 100 ngàn. Chị ơi, xì lít cho ai đây này? Xì lít cho mấy đứa từng mở máy ra lấy đi. Phụ thuộc nhau chi á, từ làm coi. Gói 100 ngàn. Gói 100 ngàn. Nãy giờ tại vì nó tốt nhưng mình để ý mình biết đứa nào. Cẩm Tú. Ok, gói cho Cẩm Tú này. Cái này gói cho Cẩm Tú này. Má 5 hồi nãy là có một bộ rồi phải không? Đúng rồi. 30 cho Mai Ngọc. Gói hình bí. Gói hình bí một cái này 100 ngàn nha các chị. Mấy hàng này là 200 là 200 mấy ngàn cái không đó. Mắc chứ không rẻ đâu. Gói hình bí 100. Cái này là đựng mỹ phẩm cho mấy người đi trang điểm đó phải không? Hay sao?
ra gì nữa rồi, có đóng gì chưa? Đây này, cái này giống như định súng á chị. Cái hộp đựng gì vậy trời? Súng để bắn á chị. À, cái hình này hình gì đây? Như nó lấy hạt ra quá. Nó lấy rồi ra rồi á. Với bí này bỏ đi em này. Cái này giống như bị lấy ra rồi á. Có bí thì làm gì vậy? Đó, nó có lấy cho Kiều Ly Phạm Thị. Rồi áo nam. Áo nam các chị ơi. Áo phao, phao nha. Ở đâu mà ra mấy cái áo phao vậy? Cái hộp đó cho Hoàng Kim Tiết kìa. 65 kg cả 65 kg đi các chị. 100 ngàn. Nhưng nó là chỉ cái hộp không, không bán. Không, cái hộp hộp không à, không phải hộp giấc hơi đâu. Nói là cái hộp không, không có gì hết. Vấn đề là ai đó đã lấy một cái sản phẩm ở trong rồi, bây giờ còn cái hộp không thôi. Thì, giờ đâu biết đâu. Rồi áo cho Ngọc Ngọc này. Áo cho Ngọc là. Rồi áo. 100 áo cho chị Hồng Nguyên, Hồng Nguyễn. Cái này vải xấu lắm, mình lấy cái gì ơi. Lấy này để chảy dùng cái ghế cho ba nằm đi. Đi chị em chị Hồng Nguyên, Hồng Nguyễn không có hàng nha. Cái áo phao đó cho chị Mai Hà nha. Cái ghế xích đu, nhà ai có ghế xích đu này. Đúng rồi, cái bao ghế xích đu á. Có cái xích đu là nó hơi cong cong này, không tròn hơn. Rồi. Mấy gái này thì trời mấy trăm ngàn gái đi đâu có rẻ đâu. Rồi cái ghế xích đu các chị ơi, cái lớp này là bà nhà ai có ghế xích đu á thì bỏ lên vô thôi. Chị mua. Cái hộp không à, hộp không chị lấy phải không? Ok, hộp không chị lấy em tính 50 ngàn nha. Em tính là em để em đựng đồ. Nhiều, giá nhiều. 50 cái hộp không. Cái đó cột sẵn rồi chứ không phải là rồi cái ghế xích đu 100 ngàn. Cái này nó là ok. Này. Thì bình thường thay vì cái ghế này này thì mình gọi là cái ghế ngồi thì giờ lắp cái miếng lên thôi. Còn cái ghế xích đu thì có cái đồng tròn. Ai có xài là biết. Nhiều chị. Xanh. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Khoác trắng 100 này. Khoác trắng 100. Khoác trắng 100. 65 kg được luôn á. Rồi, khoác hồng nhỏ. Khoác 100 cho anh Na Huyền. Trời ơi, dễ thương quá trời. Cái hồng nhỏ chút xíu nè. Hồng 120 đi, mấy chị không? Hồng này 120. Ôi, đẹp quá mấy chị. 120. Khoác hồng. Khoác đen. Khoác đen. Vi ơi, em cũng có khui kiểu đó, em đưa nguyên cục ra đi, chị coi nếu mà nguyên cục thì cũng có thích coi gì. Khoác hồng cho cô Trần Minh Hòa bấm rõ nhất thì mình hiểu không nào. Rồi, cái vỏ thôi. Không có gì. Nhiêu cho 103 phát hả? 102. Rồi. Đi cô cho 10 ngàn. Rồi đen. Đen 65 kg các chị ơi. Đen 6 không quên lộn 62 kg. Giá đen một, cho mã ngọc vàng. 100. Cái sao luôn. Cô vậy được thích nhỉ. Nó mới hấp dẫn. Đen 100 cho mã ngọc vàng nè. Trời ơi cái bộ này giống như ơi. Hết hồng mà mọi người ơi. Hết hồng. Quá cá. Trời ơi, cổ trang. Cổ trang á. Không ta. Chị có thêm cái này nữa nè. Rồi tối nay thì tẩm nha. Tối nay là bà mình đi tẩm tối nay mặc vô đây là anh tẩm bút cho. Tối nay vua gọi này, mặc cái này để vua gọi này. Rồi. Đó. Rồi bà nào lấy đi 70 ngàn. Ồ, xin lỗi nha, nếu mà đúng đi mua các chị ơi cứ 500 700 ngàn mấy cái này chứ không có dưới. Được rồi. Để thử vô mặt hả? Mặc thử cho coi hình dung. Thôi 70 ngàn mặc chi? Nếu lỡ mặt đẹp rồi lấy luôn sao? Dạ đừng dịu luôn đi, cái này đúng lắm. Cái này không biết là cái gì. Ủa cái gì 70 vậy? Cái này là 70 là cái bộ của Thủy á. Trời ơi cái này mà mấy đứa không hình dung ra được hả? Cái ghế nè. Cái ghế màu dừa vô. Cái ghế màu dừa dừng lên thôi. Giờ nó hai màu hả? Ủa ai mở ra vậy?
Rồi, cái ghế có xanh và đỏ. Ghế ngồi vừa các chị vậy nè, rồi để đường lên rồi mình vừa lên. Rồi 100.000 cái. Bộ đóng phim 70.000. Bộ này 1 triệu mấy đó, thấy chưa? Vừa nó 500 mấy là còn ít đó kìa. Mấy cái bộ đóng phim cổ trang này nó mắc tiền, nó ít có. 70 cho anh Đăng Nguyễn. Rồi ghế 100.000. Cái này cả nhà hiểu không? Cái miếng nệm thôi, còn nói thẳng là cái miếng nệm để mình kê lên ghế thôi. Rồi em. Rồi cái ghế cho thầy cho. Mau gì? Bếp. Ủa cái đó, đỏ này nãy có đỏ bán rồi mà. Chứ có đâu. Cái kia là thích đun phát hả? Em đọc đúng tên đi em, đọc đúng tên đúng người, ai chốt đúng đi bỏ nha. Đỏ cho Bích Liễu. Rồi. Thầy cho không có nha. Dù không cho ai không vô. Cái hàng gì mình bán đó mình biết giá trị của sản phẩm á, mình bán giá cao hơn mình không sợ. Còn cái hàng mà kiểu như không phải mình nhập, cái này giống như giờ là hàng thanh lý, thì khi mà bán á mình không đoán được cái giá chính xác, mình không thể nào cái nào mình cũng biết giá. Có cái thì em biết giá thì mà có cái chưa chắc. Rồi ốc phao đẹp quá trời luôn, 100.000 này. Rồi nữ nhỏ nha, cái này nhỏ lắm nha, cái này dưới 50 kg á, áo phao dưới 50 kg 100.000. Chị ra đóng kiểu là 50 kg dưới 50 kg 100.000. Út ngon, còn cái bao đựng cái gói màu xanh này đâu? Đưa qua đi. Dưới 50 kg 100.000 nha. Còn ở trong nước đi, nãy giờ nói muốn. Đây nè. Trời ơi, đây có hàng này đi. Mấy cái hàng bự bự xài trước đi. Áo phao 100 cho Vi Trần. Ủa cái cây này làm gì ta? Cái bà. Cái đàn. Cái cây này về chắc là để trang trí trong nhà này. Cây trang trí. Cây trang trí có gãy hai cây kìa đài đi. 30.000. Em bỏ kêu thế mình đi quấn gửi hàng chắc chỉnh phê lắm luôn á, tốn tiền băng keo cái ngồi luôn. Để mình trang trí mình gạo thôi chứ. Gì vậy? Đây. Nó đang gửi. Rồi lấy cái hàng bừa bừa ra đi. Rồi. Rồi chị. Cái giả có bán không nào? Cái giả kề đại đi thôi, kệ bỏ luôn đi. Tắt lưng như là vậy á. Rồi bây giờ đem cái đồng hồ ra. Cái giả cho Kim Phượng. Đem cái đồng hồ ra. Thông báo luôn ai mua sao mua, chứ giờ tôi nói trước là đồng hồ sau lưng á. Vánh lệ lửa nó không lên điện đó nè, mới vui nè. Vấn đề mà lửa nó không lên điện nó vui lắm nè. Giống như cái này là nó báo có gãy chốt này, bỏ riêng nè. Có không rồi nè, có mấy cái bị lỗi nè. Bây giờ là em vừa cái này mua hên xui nha, dù nó trước mua hên xui nha, mấy chị chấp nhận thì mua thôi, dù nó hết. Thủy đưa cái tay ra cho khách coi đi Thủy. Thấy gắn sim đồ vào. Ê mà thôi, dù bán nhiều sự bán tiếng quá à. Bán gửi đi. Gửi đi kỳ lắm. Thiệt luôn em, gửi đi em ngại lắm luôn á. Cái giọng gì em biết không biết. Thôi em để cho tìm hiểu lại rồi mới bán chứ. Nó đẹp thì đẹp mà cái này là kết nối với điện thoại của mình á. Em chưa có thời gian tìm hiểu. Vấn đề em sợ á, về á không có lên điện cái tự nhiên kỳ lắm luôn, giống như mình cảm thấy mình ngại với khách á, có chị chứ giờ 30-40 ngàn việc đi ăn một buổi hết 1 triệu 2 triệu nó cũng là bình thường rồi, chứ giờ ham chi bán mấy cái này để mất khách phải không. Bây giờ nè, chị nào có đơn hôm nay, có đơn trong này, có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng 10 cái vậy thôi. Có đơn và có lượt chia sẻ em sẽ liệt kê những chị nào có lượt chia sẻ rồi em tặng. Em không tính tiền. Để tặng nữa đây á, lỡ hên xui về cái em các chị chọn nhá.
khi mà em tặng em để cho các chị chọn cái màu luôn, em sẽ tặng các chị đâu ha. Mình chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, có đơn hôm nay chút nữa bé Thư lượt liệt kê ra là được tặng đồng hồ chiếc vậy thôi. Có lượt chia sẻ nhiều nhất nha các chị, nghĩa là em sẽ chọn ra là khoảng 2 hoặc 30 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất và có đơn luôn, không có đơn em không tặng. Rồi bé Thư làm cái này ha, cho baby đi, con baby đi nè, baby cho kiểm tra lượt chia sẻ của khách nè, rồi em coi ai chia sẻ nhiều nhất có đơn hôm nay em lựa hàng ra. Khách nam thì tặng cho khách thích màu gì tặng màu đó để cho khách xài được luôn. Rồi bỏ qua, không bán đâu các chị ơi, bán về hư bách đền này thích. Dành là bán liền luôn, dành là thôi dịch qua bên cái đã. Để xài luôn đi cho đó. Để chút rồi đứa cho đứa cái. Cái này lên. Rồi quần lên. Bây giờ cái khuôn này con lắp cho cái nào nữa. Ủa bây giờ cái gắm điền nó đâu tung lúc nha con. Không phải, bây giờ con phải đồ xỉu chứ. Cái đầu ngầm. Chút ba về làm cho mày đang đau đầu nha. Chị có len này luôn. Rồi cục len đó, cái cục len này. Cái này là một bộ chị, một bộ làm túi. Một bộ này á, để móc ra một cái túi. Các chị ơi. Rồi cái bộ này có 1 cái nữa thôi, 2 cái gộp chung bán 30 ngàn. Rồi được rồi, 30 ngàn. Con bán. Tại vì bán lỡ vừa lỡ về cũng xài được rồi bỏ. La con sao, con không bán thì con tặng thôi. Ai về xài được thì từng sửa lại ấy là xài được thì tốt. Lên 30 cho Trần Trang chị em rồi nha. Còn cái này nữa chị. Đây là gì đây? Không, cái này cái thùng đó. Cái này bị lỗi rồi. Cái này bị lỗi. Không, để cái thùng đó là thùng lỗi. Cái mong cái thùng nó ra. Giờ bán này, chị bán này. Cái này gì đây? Đèn laser. Đèn laser. Đánh pin cho nó được chưa có pin. Rồi cái đèn laser này gắn pin vào được nè. Gắn pin vào để xài nè các chị ơi. Ghê, ủa ghê vậy con. Có khóa rồi luôn. Rồi đèn, người nào lấy đại đi 20 ngàn. Đèn 20 ngàn. Đừng có giục nha, mấy cái đèn này đừng giục. Mọi người ơi, cái đồng hồ tặng em sẽ công bố được chia sẻ trên trang fanpage. Mọi người vô coi nè nha. Cái này lót ở dưới. Rửa chén nó úp lên đó. Rồi cái kè rửa chén bà đi không có, tại nó lòn ở trong nó sẵn vậy để cho đựng gớt á. Sao chị nó không thấy vậy, không có chỗ để, thích lắm không có chỗ để, đẹp quá trời này. Thấy cái cây này để lại dùng nó đồ quay à vậy hả, tại vì qua trong này. Rồi cái kè này các chị mua đi 100 ngàn. Đúng rồi, kè 100. Này bỏ một cái hộp này đi em. Chút đi tìm hộp mà bỏ lại chắc cũng phê lọ. Lan toàn đi. Lan toàn nha. Lan toàn 30 ngàn này cho thêm chị nào nữa này. Lan. Đây Lan còn nha. Lan làm về đan cái túi nha. Cái này làm ra một cái túi 20 ngàn, người đang chơi mùa dịch rồi, ngồi tập đen. Cái một bộ đó mua là 100 mấy đó vậy. Đi vô những mối vậy. Rồi lên 20 ngàn nha. 20. Lên 20, lên quên, lên 30. Lên 30 cho bữa trăm bên ngoài. Rồi. Rồi lên 30 tiếp cho chị nào nữa nè. Đúng rồi. Rồi hết lên. À còn thêm gái nữa. Lên nè. Rồi lên. Lên 20 cho Mai Ngọc. 30 em, 30 chứ không phải 2 Mai Ngọc. Chỗ này ở gì vậy chị? 30 cho con Quốc Nguyễn luôn. Nè còn bộ nữa nè. Tao không có rảnh với tao làm rồi. Lên còn bồ nữa. Trời. 30 còn ở bộ đó có bán 20. Nói nhầm chỗ Mai Ngọc. Cái tao hội đựng giá này. Cái bà nào đặt nhiều món quá bây giờ từng món một đi ngồi phân tích ta bán hả? Cái này là cái trà này.
Trời ơi, tôi nhức đầu quá mấy bà ơi. Nguyên cái bộ này là cái gì đây? Dạ các em bán cái này em nhức đầu lắm luôn á. Chưa kể chút chút tôi lấy chị nữa. Rồi cái này là cái gì? Giống đựng xà bông nè. Nói chung là cái này là nằm nguyên bồ vậy, không biết bà nào đặt đây. Nguyên bồ ở trong mở trong toilet á. Cái này là cái gì? À, lắp lên rồi làm cái kề rồi vậy đó. Về nghiên cứu mùa dịch rảnh biết làm gì, nghiên cứu đi. Bồ này bán cho các chị hơn 50 ngàn. Bồ này 50 ngàn, về nghiên cứu ở trong có gì làm nha. Làm kề, làm đồ rồi nó làm được mấy món rồi nhé. Chết. Dùng sao để dùng cụ cho chuột đâu phải đâu. Sao nhưng mà cái cục này là để cái cục này là giống như trong ta là không biết đó. Bây giờ cái đó nguyên nghiên cứu đi, gà ai làm gì làm. Đồ chơi chuột nè. Ủa phải không mấy bà? Mấy bà nói đúng nha chứ không. Chuột nó cho nha Nguyễn. Thôi đó. Giờ về nghiên cứu đi. Ờ con bạch tuộc vui buồn. Bạch tuộc vui buồn 10 ngàn. Rồi bồ làm móng đầy đủ luôn. Đồ nghề. Ủa xong để lại. Có rồi hả? Ôi có móng tay giả rồi, có tùm lum luôn, neo rồi. Rồi bồ này 50 ngàn luôn. Tuộc 10 ngàn. Mà tuộc 10 ngàn cho mai ngọc về nướng ăn luôn. Rồi em nói đi mua cái cây này không cũng 10 ngàn rồi, trong này một đống cây luôn. Bồ làm móng đó 50 ngàn. Cái bộ là neo 50. Hết bà tuộc rồi mọi người ơi. Móc gánh chìa khóa kèm thêm một cái túi. Rồi hai cái túi này 50 ngàn, đựng đồ đi du lịch nè. Túi đựng đồ đó chị. Hai cái túi 50 ngàn. Rồi với thêm mà túi và móc khóa 50 luôn. Túi 50. Con mày bán rồi không? Cái đó các cô mua rồi. Em đọc đi em. Chút mày vô mày đập con đó, nó chưa có rồi đó. Nãy giờ mày nhắc con mấy lần rồi đó. Móc là cái gì vậy chị? Đây móc khóa với bồ đó, 50 ngàn là đầu tiên, xong rồi tiếp theo là móc khóa. Giờ con đi vào phòng đi nha. Hoàng tí nào. Giờ đi vào phòng đi. Móc cho cô cái trên là ngay. Móc tiếp tim. Cô có móc luôn không? Hai cái túi trước. Cô cái trên là hai cái túi 50. Cái này cái rồi đó, phải không? À cái giết đất. Rồi bỏ qua, móc mít rồi thôi chứ bán ai mua bán gì. Cây giả. Quất luôn đi các chị 50 ngàn, quất luôn. Đùi cui. Đùi cui. Bảo vệ áo này chị. Bảo vệ chị em phụ nữ. Thôi áo vải xấu quá dục đi. Nó bán gì vải đi gớm. Rồi 50 ngàn. Cây. Hồi nãy chị đặt mấy cái đồng hồ ấy. Hả? Em cho được 20 chị đi. Chị cái vô vui thôi, ở đâu có nhiều. Chị em mình nhà được cái hai giả 60 cho cô Trần Ngọc. 50. 50 thôi cho 10 ngàn. Rồi đùi cui. Cái này là cho Vũ. Thôi thôi bay phải vậy. Cái đồ tự vệ á chị. À cái đồ tự vệ này các chị ơi, cho mấy anh ai mà đi xe đi đồ để trong á. Rồi đùi cui bán bao nhiêu? 50 đi. Rồi 50 vậy hả? Rồi 50 ngàn đùi cui. Ôi lấy làm chi, lấy đánh nhau hả? Lấy đánh vờ hả? Rồi gài lại làm sao? Nhúng xuống đó. Đặt nó lại. 50 cho Hoàng Kim Tiếp. Và hai cây đó em. Ba cây em bán, lấy cây cho chồng rồi về để hai vợ chồng nó quấn nhau. Chồng nó chạy. Bây giờ còn mấy cây à? Cây hai cây. Ông già đi ngoài đường mới có này nè, lỡ thì đi tối.
Từ chị. Cái này để làm gì? Cái nó làm gì em cô biết. Cái đó làm cái gì? Cái này hả? Rồi. Ai muốn làm gì đó làm 20 ngàn. 20 ngàn. Rồi. Chết cái đồ thôi, cái đó để sau đi. Rồi ngưng like đi em. Để chị đi xử chuyện cái đã. Ủa, nghỉ rồi hả? Mấy chục người coi còn nghỉ vậy? Thôi dần dần lại cho gọn đi đã. Các chị ơi, em xử lý cái đống này rồi, có gì em báo lại với các chị thêm nha. Có like thêm hay gì em báo nha. Rồi có gì em bắt đầu tặng đồng hồ chưa?